Hello mọi người, mình vừa test âm thanh một chút xíu. Trong lúc chờ đợi, chúng ta sẽ chuẩn bị một vài cái nội dung này, thì nữa chém gió với mọi người. Hello Thu Phương, hello Quốc. Rồi lâu lâu mình sẽ lại tiếp tục sự kiện livestream, và sau đó mình sẽ lưu lại cái livestream này để up lên kênh YouTube của mình để cho mọi người có thể xem lại một cách dễ dàng nhất. Hello Tiến Thời, cố gắng sẽ livestream đến tầm 10:30 11 giờ tầm đó, hy vọng là tầm đấy. Đợi chút xíu nhé, tại vì là mình cũng không có nhiều thời gian, thế nên là mình sẽ tranh thủ những cái lúc mà rảnh rảnh thì mình bắt đầu livestream. Ví dụ đây mình sẽ comment ở cái kênh YouTube của mình để cho các bạn có thể thấy rằng mình sẽ đã up hẳn một cái khu vực gọi là các bài viết về livestream. Các cái video về livestream mà mình up lên để mọi người tiện theo dõi thì nó cũng khá ok. Mình sẽ comment ở phía dưới, các bạn để ý có thể follow, subscribe kênh YouTube. Vì gần đây là không có đủ thời gian để làm video, thế nên là mình đã quyết định làm dưới cái dạng là YouTube, xếp lại để mọi người dễ dàng hình dung hơn. Đấy, mình vừa mới gửi một cái link nhá. Bạn nào mà chưa subscribe thì có thể thử subscribe. Bạn nào thấy thú vị về những cái nội dung như thế này thì mọi người có thể là chia sẻ để cho các bạn khác cùng xem. Rồi, tình hình là chúng ta cũng chỉ còn có đâu đó vài ngày nữa là chúng ta kết thúc năm 2020 và chúng ta chuyển sang 2021, một năm rất là nhiều biến động, và có lẽ là trong thời gian sắp tới thì nó sẽ còn nhiều cái sự thay đổi lớn, đặc biệt là liên quan đến ngành fitness trong cái quá trình là ảnh hưởng của dịch bệnh. Và khi mà dịch bệnh xảy ra thì sẽ có rất rất nhiều các cái phòng tập đang lâm vào một cái tình trạng có thể nói là phá sản và đóng cửa. Thế thì đồng nghĩa việc là khi mà các phòng tập không hoạt động hiệu quả, khách hàng thì không có nhiều tiền để chi trả cho cái việc luyện tập, thì lúc đấy đối với các bạn huấn luyện viên cá nhân thì nó là một cái thử thách cực kỳ lớn. Một cái thử thách cực kỳ lớn với các bạn huấn luyện viên cá nhân ở các cái phòng fitness thương mại, bởi vì các bạn ấy thường xuyên phải đối mặt với những thứ như là áp lực doanh số, tìm kiếm khách hàng. Cách đây thì cũng khoảng độ vài tiếng thôi, buổi sáng sớm thì mình cũng có đọc một cái thông tin ở trên một cái group quản lý do mình lập ra, thì có một bạn ấy hỏi một câu rất là thú vị. Đó là các quản lý thì sẽ làm thế nào trong cái trạng thái là dịch bệnh như thế này, dịch bệnh xảy ra như vậy thì cần phải làm thế nào để có thể thúc đẩy doanh số tốt. Đấy cũng là một cái câu chuyện mà mình nghĩ rằng rất nhiều các bạn làm quản lý hoặc các bạn PT gặp phải. Đối với cá nhân của mình thì những cái giai đoạn cuối năm như vậy thì mình sẽ không đặt đề cao cái việc là doanh số, mà mình sẽ tập trung vào cái việc phát triển con người, đào tạo con người, thậm chí là tái cấu trúc doanh nghiệp, xem là cái bộ máy nhân sự của mình nó có vấn đề gì không. Nếu mà nó ổn rồi thì bắt đầu là làm cho nó tốt hơn bằng cách đào tạo, tập trung vào đào tạo phát triển con người. Còn nếu mà không tốt thì có lẽ là phải sàng lọc để làm sao cho mình lựa chọn những cái nhân sự tối ưu nhất phù hợp với cái mô hình kinh doanh của mình. Thì đấy là cái mà mình nói. Nhưng mà rất nhiều bạn khác thì bị cả một năm trời các bạn ấy quay cuồng vào trong cái việc là làm thế nào để hoàn thành doanh số, mà khi mà cứ chạy đi chạy lại như vậy thì nó rất là mệt đó. Thì đấy là cái mà mình thấy. Tuy nhiên là trong cái buổi ngày hôm nay thì có lẽ là mình sẽ chia sẻ một chút xíu lại về kiến thức liên quan đến bán hàng, một kiến thức rất là basic, đó chính là xây dựng cái cách thức gọi là quy trình tìm kiếm khách hàng. Ở đây thì mình sẽ đã ghi sẵn hẳn cả một cái quy trình về bán hàng, các cái bước, nhưng mà mình sẽ nói sâu về phần tìm kiếm khách hàng. Cái thứ hai đó là mình sẽ dành hai cái mục nhỏ nhỏ dành cho các bạn personal trainer, nếu như các bạn xác định theo cái nghề này. Thực ra nghề nào cũng vậy, nó sẽ có những quy tắc chung, thì có lẽ là mình sẽ nói sâu hơn ở phần phía sau. Rồi, có lẽ là còn bây giờ thì chúng ta đợi một chút xíu và các bạn có thể chia sẻ cái livestream này nếu như các bạn thấy thông tin nó hữu ích, tag những người bạn của mình vào để cho họ có thể cùng tham gia để chúng ta trao đổi. Đồng thời là các bạn có những cái câu hỏi gì đó cần được giải đáp thì các bạn hãy đặt câu hỏi phía dưới nhá. Rồi, hello Phạm Vượng. Đúng rồi, chậm 10 phút. Ông này dạo này đi bán bảo hiểm rồi có khác nhỉ. Vừa phải được uống một cốc trà gừng để tránh rét, nên các bạn thông cảm.
Rồi, chào Tuấn Kiệt. Chúng ta cũng đến 40 vị rồi. Các bạn cố gắng tag bạn bè của mình hoặc share nhé. Để làm sao cho nhiều người tham gia nhất. Lúc đấy nói thì nó sẽ vui hơn, sung hơn. Tuấn Kiệt, anh có để lưu cả trên kênh YouTube luôn. Các cái video này sẽ được up trên kênh YouTube. Thế nên là mọi người có thể follow cái kênh YouTube ở phía dưới, subscribe đi. Sau đó thì mọi người sẽ xem được dễ dàng hơn. Thì trong thời gian sắp tới khi mà thầy Trường sẽ làm các cái buổi đào tạo thì sẽ cố gắng các buổi đào tạo sẽ được up trực tiếp lên kênh YouTube luôn. Nếu mà có một buổi đào tạo nào đó ở nội bộ hoặc là một buổi đào tạo nó ở trên lớp học chẳng hạn thì thầy Trường sẽ quay và up trực tiếp lên kênh YouTube để mọi người tiện follow hơn. Ok, hello Duy Anh. Rồi, thế thì cũng cũng được 50 vị rồi. Thì gần đây có lẽ là mình sẽ trao đổi với các bạn một chút xíu. Hello Quốc Anh. Rồi, chào Tuấn. Rất nhiều các anh em. Đúng không? Lâu lắm không vào chém gió. Xin chào Tiến Hùng. Trận... gần đây thì trường đang dở một cái việc rất lớn, đó là thường xuyên phải đi các tỉnh. Trường đi các tỉnh để trường khảo sát thị trường cũng như là trường lựa chọn mặt bằng cho các cái cơ sở ở các tỉnh, ví dụ như Hải Phòng, là Thanh Hóa. Thì cũng chuẩn bị sẽ là một cái chuỗi cái Lady Fit nó sẽ mọc lên khắp Việt Nam. Thì sắp tới trường cũng có hệ thống phòng tập tại Hải Phòng và dự kiến sẽ có mở ba cái phòng tập tại Hải Phòng, chắc là chỉ trong năm 2021 thôi sẽ phát triển ba cái phòng tập ở Hải Phòng. Còn ở Thanh Hóa thì trường cũng bắt đầu xây dựng cơ sở thứ nhất và cố gắng là trong 2021 sẽ khai trương. Còn tầm giữa năm 2021 sẽ mở thêm một cái cơ sở thứ hai ở Thanh Hóa. Tóm lại là sẽ cố gắng đẩy hệ thống lên khoảng độ đâu đó 20 cái phòng tập. Nhượng quyền sẽ ký kết ở trong năm 2021, lúc đấy thì trường sẽ cần một cái số lượng ở huấn luyện viên cá nhân rất là lớn, đâu đó cỡ khoảng độ tầm 400 huấn luyện viên cá nhân khắp Việt Nam. Thế thì tại sao mà mình lại rất là thích các bạn có thể ứng tuyển vào Lady Fit, bởi vì thế này. Lady Fit là một trong các hệ thống mà do mình xây dựng ấy. Thì mình có một cái phương châm là mình xây dựng cái hệ thống phòng tập này không đơn thuần chỉ để tuyển dụng nhân sự để tạo việc làm cho các bạn PT, mà mình tuyển dụng những cái nhà đầu tư trong tương lai. Thực chất là mình biết là tham vọng của các bạn là làm PT ấy, thì các bạn đều có mong muốn để phát triển bản thân mình, xây dựng một cái cơ ngơi kinh doanh cho bản thân mình ở trong tương lai. Thế nên là các bạn ấy rất khó có thể tự mình đứng ra và xây dựng một cái hệ thống phòng tập. Thì Lady Fit mình mở ra với cái tiêu chí rất là open. Nếu các bạn đã là nhân viên của Lady Fit, các bạn có thành tích tốt khoảng độ 6 tháng đến 1 năm, các bạn hoàn toàn có đủ khả năng đề xuất với sếp của mình để có thể tham gia đầu tư vào hệ thống để giúp cái hệ thống nó phát triển tốt hơn. Thế thì tại sao chúng ta lại phải tự đi mở một cái phòng tập làm gì cho nó mệt, trong khi đó chúng ta chỉ việc cổ phần vào và cái tỷ lệ rủi ro nó giảm đi rất là nhiều. Thì đấy là cái cách mà trường đang phát triển. Tuy nhiên phải là nhân viên của Lady Fit thì trường mới có thể cho cái sự phát triển như vậy, và đôi khi nó phải có sự cống hiến. Chứ nếu các bạn là người ngoài nhảy vào đầu tư thì chắc chắn là bên Lady Fit cũng không đồng ý. Thì các cái chủ đầu tư, những cái nhà đầu tư của bên Lady Fit ấy, thì họ cũng có chung một cái quan điểm là như vậy. Nên là hệ thống của trường bây giờ nó lên đến 22 cái phòng tập, và hy vọng mọi thứ thuận lợi thì trong 2021 nó sẽ hoàn thiện khoảng độ 30 cái phòng tập khắp Việt Nam. Thì đấy là cái chia sẻ ngắn gọn với các bạn là như vậy. Hy vọng các bạn có những người bạn là con gái hoặc là các bạn nam mà muốn thực sự đầu quân cho Lady Fit thì bên mình không có cần tuyển về 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 kinh nghiệm hay là chuyên môn. Mình hoàn toàn có thể tuyển các bạn vào và sẽ có cái chương trình đào tạo 10 level nhé. Bên mình đào tạo trong 2 năm là 10 level liên tục do Master Phạm Vượng và các Master của Lady Fit sẽ trực tiếp đào tạo, thì nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Không cần phải lo lắng về cái chất lượng nhân sự vì bên mình có thể lo được những việc như vậy. Cái thứ hai là Lady Fit bắt đầu áp dụng cái công nghệ 4.0. Bên mình đã tối ưu toàn bộ cái quy trình từ cái việc take care khách hàng, chăm sóc khách hàng, theo dõi lộ trình tập luyện của khách hàng, tư vấn cho khách hàng, toàn bộ nó trên nền tảng online, và sau này nó sẽ được update dưới dạng phần mềm để cho tất cả hệ thống đâu 2, 30, 40, 50 hay là 100 cái phòng tập ấy, thì có thể sử dụng một cách dễ dàng và rất là chuyên nghiệp. Khách hàng có thể tự kiểm soát được cái chế độ và tập luyện hay là cái chương trình huấn luyện của mình. Thì đấy là một chút xíu mình giới thiệu cho bạn trong cái quá trình gọi là chờ đợi mọi người cùng tham gia. Thì nếu như bạn nào có hứng thú về Lady Fit thì chúng ta có thể trao đổi với nhau. Có thể chúng ta sẽ hợp tác mở chi nhánh, hoặc cũng có thể là chúng ta sẽ hợp tác trở thành nhân viên của Lady Fit, là một thành viên của Lady Fit, thì mình rất là welcome các bạn. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào những cái nội dung chính như sau. Rồi, Tấn Lâm. Có lẽ là có cậu Tấn Lâm cũng là học trò của trường ở trong Đà Nẵng, hiện nay cũng đang làm một vị trí quản lý của đội huấn luyện viên cá nhân. Thế thì cũng cũng inbox từ vừa nãy là hỏi thầy về cái cách thức giải quyết vấn đề về nhân sự, thì có lẽ chưa đi vào vấn đề chính thì tôi sẽ nói qua một chút xíu cho bạn Tấn Lâm để biết cách để có thể động viên cái nhân sự của mình tốt hơn. Thực ra là
Cậu này cũng đã được học về cách nghệ thuật động viên nhân sự rồi, thì tôi sẽ nói qua một chút. Cái việc đầu tiên khi mà bạn làm một cái người quản trị, một người quản lý ấy, tôi dùng cái từ quản lý đi cho nó dễ về nhân sự ấy, thì bạn phải thấu hiểu được cái tâm lý của con người. Tôi sẽ nói qua một chút xíu. Tâm lý con người thì nó sẽ theo độ tuổi. Tôi lấy ví dụ từ 18 tuổi đến 25 tuổi. Bạn là người quản lý, bạn phải hiểu một người 18 đến 25 tuổi trong cái suy nghĩ của họ, họ cần cái gì, đúng không? Họ đi làm về điều gì, họ sống về điều gì, họ muốn cái gì trong cuộc sống của họ. Tôi lấy ví dụ 18 đến 22 tuổi thôi. Các bạn ấy có khi là còn chưa học xong đại học, và có khi bạn ấy không đi học đại học, bạn ấy ra trường. Thì cái mindset của bạn ấy là cần một công việc. Đương nhiên cái công việc đấy phải để kiếm tiền rồi. Thế nhưng mà cái việc tiền ấy, nó không phải là cái quá lớn mà các bạn ấy quan tâm. Nhiều khi 3 triệu cũng được rồi, 4 triệu cũng được rồi. Đấy là lý do mà rất nhiều người rất sợ tuyển các bạn trẻ, bởi vì tuyển mà xong nó làm dăm ba bữa nửa tháng nó nghỉ bố mất. Bởi vì nó đâu có cần tiền đâu, đúng không ạ? Thế thì câu chuyện là đi làm mà cần ít tiền như vậy, thế thì tại sao lại như thế? Là bởi vì các bạn trẻ đấy vẫn được bố mẹ nuôi, vẫn được gia đình nuôi, nên là các bạn không vẫn có cái trợ cấp của gia đình ấy, thế nên là các bạn không có cần tiền, đủ tiền tiêu là được rồi. Thế nhưng bạn ấy cần điều gì? Bạn ấy cần khi mà bạn ấy đến một cái công ty ấy, thì bạn ấy được đào tạo, được giáo dục, được cảm giác như là mình được học để phát triển bản thân mình nhiều hơn ấy. Do vậy bạn hãy xây dựng một cái chương trình đào tạo cho nội bộ doanh nghiệp để giúp cho nhân viên của bạn luôn luôn cảm thấy rằng họ được học hỏi và phát triển tốt hơn. Thì đấy là cách để bạn kích thích họ. Cái yếu tố thứ hai, vì các em ấy còn rất là trẻ, vì các em ấy mới đi học thôi, các em ấy mới đâu đó là ra trường, các em chưa có nhiều kinh nghiệm sống, thì khi bắt đầu một cái công việc ấy, các em ấy rất ngại sắn tay lên để làm một mình nhé. Tôi nói lại cho ông Tấn Lâm hiểu này, các em ấy cực kỳ ngại khi phải sắn tay lên và làm cái công việc đó một mình, nên là các em thích là làm việc theo kiểu teamwork. Thực chất là có người làm cùng họ, dạy họ cách phải làm gì và làm như thế nào. Và nếu như có cái môi trường như vậy thì tôi nghĩ là các bạn ấy cực kỳ thấy happy và thú vị, và chắc chắn là các bạn ấy sẽ cảm thấy thích thú hơn, được chưa? Thì đó. Thì tại sao lại phải như vậy, thì tôi có thể tóm tắt một cái từ là có người làm cùng teamwork ấy, thực chất là đi làm nó phải vui. Mà vui ở đây là gì? Không phải là chơi vui đâu, chơi vui là một phần thôi. Mà vui ở đây cảm thấy là mình không có đơn độc, mình không có buồn, mình không có uể oải, mình không cảm thấy bị bỏ rơi. Và có người quan tâm mình, có người take care mình, chăm sóc cho mình là được thôi. Tại vì học sinh của tôi có rất nhiều những cái bạn sinh năm 98, 99, 2000, thậm chí là 2001 ấy. Bạn bảo em thích cái công ty này bởi vì các anh chị đấy dễ thương lắm. Đến công ty thấy các anh chị dễ thương là em thấy vui rồi. Đấy, thì đó, cái dễ thương đó là vì mọi người rất là gần gũi, mọi người hướng dẫn, support cho bạn ý, nên là bạn ấy thích cái công ty đó và bạn cảm thấy hạnh phúc rồi. Thế là ok. Thì đấy là cái đầu tiên, 18 đến 25, đó là em hãy chú trọng cho anh đó là đào tạo phát triển. Và cái thứ hai là để các bạn làm việc theo nhóm, thì để các bạn ấy không cảm thấy đơn độc, thì đấy là cái độ tuổi bạn ấy tốt. Cái độ tuổi 22 đến 25 tuổi thì nó lớn hơn một chút xíu, nó ra trường rồi, nó nhận thức được rồi. Thế thì lúc đấy nó quan tâm đến cái gì? Nó bắt đầu quan tâm đến tiền, nhưng mà cái tiền nó vẫn chưa đủ. Nó bắt đầu được quan tâm đến cái độ là đào tạo. Cái này đào tạo là đào tạo nghiêm túc nhé, đào tạo để phát triển sâu hơn đấy. Nên cái nhà quản lý hãy xây dựng một cái chương trình đào tạo nó có sự phân biệt. Nghĩa là khi mà ở cái độ tuổi này thì mày mới được học nó, hoặc là mày làm việc gần đây thời gian thì mày mới được gì? Để ta đào tạo những cái kiến thức như vậy để mày có thể trở nên khác biệt hơn. Tất nhiên là mình phải sàng lọc nhân sự. Những nhân sự nó có thành tích tốt trong cái độ tuổi đó thì mình mới đưa ra cái chương trình đào tạo như vậy. Họ sẽ cảm thấy rất là hứng thú, được chưa? Còn nếu như mà chúng ta đào tạo đại trà thì có lẽ là các bạn ấy cảm thấy nó bình thường. Cái thứ hai là đôi khi ấy, các bạn hãy trao quyền, trao việc cho bạn đi. Tôi nói các bạn là trao quyền là gì? Có rất nhiều quyền. Nhiều khi cái quyền ở đây là gì? Sắp xếp cuộc họp, tổ chức cuộc họp, thông báo cuộc họp thôi. Thì đấy cũng là một cái quyền mà các bạn thích thú. Nó chẳng phải là cái gì to tát cả. Nhiều khi là cho em tổ chức đi chơi, ăn chơi, tổ chức cái kiểu này nọ là hù hào anh em, là có khi là nhân viên nó thấy vui rồi. Đấy, nó thích hai cái đó thôi. Sau đó cái thứ ba mới đến là thu nhập. Thì thu nhập nó cao cao một chút xíu, thế là ok. Được rồi, nó không có gần nhiều. Những cái nhân sự ở độ tuổi 25 đến 27 tuổi thì sao? Ở cái độ tuổi này là cũng dừ dừ rồi đấy. Nhá, tôi nói với các bạn là độ tuổi này là cũng dừ dừ, bắt đầu hiểu thế nào là định hướng với cuộc đời, hiểu thế nào là kế hoạch, hiểu thế nào là xây dựng mục tiêu doanh của bản thân 5 năm, 2 năm, 3 năm. Để làm gì? Để chứng tỏ bản lĩnh của mình với xã hội, để chứng tỏ người là mình là người trưởng thành, mình lớn rồi. Nên là cái độ tuổi này ấy, họ có một chút xíu gì đó thích có cái công danh sự nghiệp. Đó, nghĩa là mọi thứ nó cân bằng một chút, nhưng đâu đó nhá, đâu đó cái công danh nó cao hơn một chút xíu. Thế nhưng mà cao nhất đây nó lại là về thu nhập. Tại vì cái thu nhập nó sẽ định nghĩa con người. Cái người Việt Nam mình ấy, người ta vẫn quan tâm đến thu nhập. Ở cái độ tuổi 27 tuổi bạn đi ra đường mà lương bạn 8 triệu một tháng là người ta cười bạn đấy. Thế nhưng nếu như bạn đi ra đường mà lương bạn 20 triệu một tháng, câu chuyện hoàn toàn khác. Mà nhất lại là leader nữa thì nghe kinh lắm.
nghe nó rất là hoành tráng, nghe nó có nội tự lực lắm, nghe cảm thấy phấn khích. Thế nên là ở cái độ tuổi đấy thì hướng làm sao cho người ta cày số, cày tiền để người ta có tiền. Khi người ta đạt được mục tiêu về tiền rồi thì bắt đầu là gì? Promote người ta lên, cho người ta có cơ hội để người ta lên một cái vị trí nào đó là người ta sẽ thấy thú vị. Đấy. Nhưng cái độ tuổi từ 27 đến 30 tuổi thì sao? Cái độ tuổi này là có thể nghĩ đến việc kết hôn hoặc đã kết hôn rồi này. Nên là cái tiền thì đương nhiên nó cần rồi, vì một khi lên cái độ tuổi đấy thu nhập nó phải ổn định, nó tốt rồi. Nhưng mà cái độ tuổi này nó cực kỳ ham muốn một cái thứ đó gọi là công danh và địa vị. Bởi vì sao? Đi về nhà mà gặp người yêu ấy, này con làm gì đấy? Thì bảo con là manager của công ty này, sếp công ty này, kinh lắm. Nghe nó oai, hiểu không? Đấy, đấy, Lâm hiểu, nghe nó hoành tráng. Đứng trước mặt ông bố, bà bố, nhà vợ là thấy tự tin, nó hoành tráng. Đứng anh chị em, nhà vợ, thì anh ấy làm quản lý công ty này, kinh lắm, oai. Mặc dù mẹ đâu đó lương 15 triệu là thấy kinh rồi. Thế nhưng lại bảo là thằng PT thì có khi là mẹ ủi thằng này có khi mẹ bập bênh lắm, mẹ không ăn thua đâu, không có tương lai. Đấy thì đấy là cái mà mình phải lưu ý. Tức là mỗi một cái độ tuổi thì nhân sự nó sẽ có những cái mong muốn của bản thân nó, mà bất cứ ai ở cái độ tuổi đấy họ cũng trải qua cái việc đó. Như tôi nói các bạn, kể cả con nhà giàu mà độ tuổi đấy thì nó vẫn cần tiền. Bởi vì con nhà giàu thì nó vẫn muốn là tao phải kiếm được tiền để chứng minh với bố mẹ tao thấy rằng là cái con đường này tao đi nó đúng, là cái tao là người lớn, tao có khả năng quyết định được. Thì đấy cũng là một cái mà mình phải nắm bắt vào nó. Sau đó thì bắt đầu là gì? Bắt đầu xây dựng định hướng cho nhân sự. Mình là người quản lý, mình phải tạo ra cái mức độ định hướng cho nhân sự để nhân sự biết là ngày hôm nay thì mày cần phải hướng đến mục tiêu là như thế này. Vì mày làm được cái này mày mới đạt được cái trong tương lai. Còn nếu như mày không đạt được cái này thì nó sẽ không thể có được những thứ trong tương lai. Thì đấy là cái mà các bạn cần làm. Khó nhất của một ông làm quản lý đó chính là khả năng định hướng cho nhân sự. Nhá. Thay đổi mindset tư duy về nghề. Cái thứ hai là định hướng cho nhân sự là cực kỳ khó. Đừng có nghĩ là đào tạo chuyên môn là khó nhé. Cái đấy không hề khó một tí nào, cái đấy rất dễ thôi. Cái đấy chỉ bỏ thời gian là được, nhưng mà đào tạo về mindset, đào tạo về định hướng thì cực kỳ khó. Đòi hỏi là các bạn cũng phải là một người mà có tầm nhìn đấy, và có nhận thức đặc biệt thì các bạn mới có thể làm được vậy. Do vậy, trong cái mùa dịch này thì theo anh nghĩ, Tấn Lâm hãy họp nhân viên lại. Hãy dành thời gian ngồi trò chuyện với nhân viên của mình để tìm xem các em ý, các bạn ý đang cần điều gì, muốn điều gì, và sau đó xây dựng cho các em ý những cái định hướng mới của bản thân mình trong năm 2021 hoặc 2022. Cái thứ hai là mình thay đổi cái mindset của bạn ý với cái nghề nghiệp, hoặc là đôi khi ấy, là các bạn ấy không tin vào cái năng lực của bản thân mình đâu nhé. Nhiều khi các bạn nhân viên bạn không tin là năng lực của bản nhân của mình đâu, họ cứ nghĩ là họ kém lắm, họ yếu lắm. Thế nên là mình phải 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 giúp bạn mà củng cố cái niềm tin của bạn ý. Thì đấy, đó là cái câu trả lời dành cho Tấn Lâm để có thể giúp nhân viên của em tốt hơn. Rồi, ok, xin chào. Hello Hậu, đã chạy số xong rồi sao mà đã đi về rồi? Ở 9:30 rồi, sorry. Chào Uyên. Rồi, chào Hoàng Lãm, thầy dạo này có tuổi bạc hết tóc rồi, khi nào mà mở được 100 cơ sở thì chắc là tóc nó đỡ bạc. Nha. Rồi, tiếp tục nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái nội dung chính trong cái buổi livestream ngày hôm nay. Thì tôi sẽ tập trung vào ba cái chủ đề, thực chất là chỉ có hai chủ đề thôi. Chủ đề đầu tiên nó chính là cái xây dựng cái kênh, cái quy trình để mình tìm kiếm được khách hàng. Cái chủ đề thứ hai là tôi muốn hướng đến các bạn, đó chính là cái chủ đề dành cho cái bạn huấn luyện viên cá nhân mà bạn ấy mới vào nghề, hoặc những cái bạn mà đã vào nghề nhưng mà bị mông lung, bị lạc lối, thì tôi sẽ chia sẻ dưới cái góc độ cá nhân của mình. Các bạn có thể thấy những cái thông tin tôi chia sẻ nó phù hợp hoặc nó không phù hợp thì hãy giữ nó ở mức độ tham khảo và cố gắng cái gì hay thì mình nhặt nó mang về. Được chưa? Hello Hiền, Dior. Rồi, chào em, hẹn em cả tỷ năm mà mình vẫn chưa hẹn được nhau. Xin chào Trần Sơn. Rồi, thế thì các bạn thấy nó thú vị thì mình lại tác bạn bè của mình vào nhỉ? Nếu không thì mình lại share nhỉ? Mình share xem đâu đó có anh em nó lạc vào đây nghe tôi chém gió được thì thú vị quá. Dạ. Rồi, thế thì chúng ta sẽ đi vào cái chủ đề đầu tiên. Cái này nó sẽ phù hợp với các bạn personal trainer hoặc các bạn làm manager. Các bạn cần phải hiểu rất rõ bản chất của cái giai đoạn này. Đó chính là cái bước xây dựng cái quy trình tìm kiếm khách hàng. Được chưa? Khi mà tôi hỏi các bạn nhân viên của mình ấy, thì tôi thường đặt một câu hỏi như này. Này, thế thì mày tìm kiếm khách hàng bằng cách nào? Đấy, tôi răng một câu hỏi bẫy. Này, thế thì mày tìm kiếm khách hàng bằng cách nào? Thì bạn ấy bảo là em sẽ lên Facebook, em sẽ gọi telesale, em sẽ đi lang thang ở đâu đó, em bắt khách. Thế thì mày bắt ai? Tôi hỏi một câu vui, thế mày bắt ai? Thì nó bảo là em cứ thấy ai có nhu cầu thì em bắt, mà ai thích tập thì em bắt thôi. Thế mình là thế thì tóm lại là như này. Nếu như bây giờ mày đi tán gái á, mà mày mày không có biết được cái gu của mày, cái style của mày, ví dụ
Mày thích một cô gái cao mét độ 58 đến 65 đi, đúng không? Số đo 3 vòng là 90, 60, 90 đi, ví dụ thế. Da nhất định là phải trắng, không được ngăm ngăm, đúng không? Đấy, ví dụ thế. Thông thạo 4 năm từ ngoại ngữ, ví dụ là như vậy. Thì đấy, ví dụ cái gu của mày là như vậy, nhưng mà mày không có biết cái gu của mày là như vậy. Mày đi ra đường, mày thấy mày lại đi vào một cái nơi mà lại toàn các cái chị 80 cân, 90 cân thì có lẽ là hỏng rồi, đúng không? Mà hoặc đi vào cái nơi mà toàn các chị 35, 40 tuổi thế thì không đúng rồi, bởi vì cái chân dung khách hàng của mình, cái người yêu của mình mong muốn nó có 20 tuổi thôi, nó có 25 tuổi thôi. Thế mà bây giờ mình chẳng hiểu ma xui quỷ hơn thế nào mình đi lẫn vào trong công viên mà trong đấy toàn các chị đang tập dưỡng sinh thì chết dở. Thế thì rõ ràng là cái việc là tìm kiếm bạn gái nó sẽ luôn luôn thất bại. Vậy thì cái câu hỏi mà tôi hỏi họ ở đây có nghĩa là gì? Đó là cái việc đầu tiên khi mà mình xây dựng cái kênh để mình tiếp cận khách hàng, mình tìm kiếm khách hàng á, thì mình phải định hình được trong đầu mình đó là khách hàng của mình nó là ai. Vì nếu như mình không biết khách hàng của mình là ai ấy, thì mình sẽ không thể tìm thấy họ được, và mình sẽ gì? Mình sẽ mò mẫm, mình sẽ mất rất nhiều thời gian. Tôi lấy ví dụ, nếu như các bạn đi mò cua bắt ốc chẳng hạn, ở dưới đó toàn nước đục ngầu với bùn, để bạn thọc tay xuống, đúng không? Bạn tóm được con cá gì thì bạn bắt, có khi hên thì được con cá to, mà không hên thì có khi lại dính con rắn nó cắn cho phát thì lại nhục, đúng không? Thì đấy là nó gọi là tính hên xui. Thế nhưng nếu như bạn nhìn thấy hẳn trên một dòng sông nước trong vắt, đúng không, bạn định đánh bắt mấy con cá chấm, có khi gì bạn nhảy vào xuống mẹ vồ luôn là bạn bắt được ngay. Đấy, về cơ bản là gì, mình biết mục tiêu của mình là gì rồi, mình nhìn thấy nó đang ở cái góc nào rồi, cái chỗ nào rồi. Thế nhưng có ông bảo là không, em thích đi bắt cá trê mà mấy con đấy nó rúc hết ở trong hang rồi, em nhìn thấy nó rồi. Thế là ông phải lăn mê vào những cái bờ ruộng, bờ ao, ông thọc tay vào trong cái hang bắt thì nó mới ra được cá, đúng không? Đấy, thế tự dưng lại ông đi 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 đi, đi bắt chim, ông nhảy xuống sông, ông đào ruộng để ông bắt chim thì tôi chịu luôn, thì làm sao mà bắt được chim, đúng không? Chim nó ở đâu, chim gì, nó ở đâu, nó như thế nào thì mình phải biết. Thì đấy là cái câu chuyện là các bạn muốn làm sale tốt, các bạn muốn làm personal trainer tốt thì nhất định các bạn phải biết khách hàng của mình là ai. Khi mình biết khách hàng của mình là ai được rồi ấy, thì ở đâu đó trong các cái khóa học thì tôi hay sử dụng một cái cụm từ mà tôi học được từ bên marketing. Ở cái này thì tôi không giỏi lắm, tôi biết xíu xíu thôi. Nó gọi là vẽ chân dung khách hàng. Mình phải biết cái chân dung khách hàng của mình nó trông như thế nào, mình vẽ nó ra, bao gồm nhân khẩu học, đúng không, hành vi, thói quen, sở thích, những cái kiểu như là insight khách hàng này, hay là cái kênh truyền thông ưa thích. Ý tôi nói là cái kênh truyền thông ưa thích ấy, là chính là ví dụ như ông đi bắt cá thì nó ở đâu, bắt cua thì nó ở trong hang hay nó ở đâu, hay là bắt chim thì có con chim đấy nó sống ở đâu ấy, thì nó chính là cái kênh truyền thông ưa thích. Tôi lấy ví dụ như là các bạn mà thích tập trung vào các khách hàng là nữ chẳng hạn, đúng không, mà lại béo nữa chẳng hạn, thì họ có độ tuổi là 30 tuổi, 25, 26, 27, thì có lẽ là các chị em nó đang ẩn thân ở trong những cái hội như kiểu xóm nghiện order, đúng không, hội review đồ ăn, đúng không, hay là những cái trang hội như kiểu là Eva các kiểu này nọ, hội các chị em gì nói xấu chồng thất tình này nọ vân vân, thì chị em nó sinh hoạt ở trên đó, thì các bạn phải tấn công vào những cái kênh như vậy thì nó mới tìm được chứ. Chứ bạn lên bongda.vn thì có khi mà tìm vào răng được, đúng không, bongda có khi là mấy anh thanh niên thôi, chứ mấy chị em thì mấy đâu, có nhưng mà nó không có nhiều. Đấy, thì đấy là cái câu chuyện là mình tìm được cái kênh truyền thông người thích. Cái thứ hai là gì? Nếu như đối tượng khách hàng của bạn là các em đâu đó khoảng độ 15, 16, 14 tuổi thì có khi TikTok nó ẩn thân trên đấy kinh lắm, Instagram nó mạnh mẽ lắm. Thế nhưng mà nếu mà các bạn đánh phải cái khách hàng 45, 50 tuổi thì các bạn nhảy vào TikTok có khi là các cụ không biết TikTok là cái gì luôn, các bạn đánh chỉ có gãy răng của mình thôi, chứ không có gãy răng nổi của người khác, mà mình có đánh trứng đâu. Đấy, thế là cuối cùng là mài răng giảm ăn, đúng không? Mình gọi một cái thuật ngữ đó gọi là đánh sai chỗ thì chỉ cạp đất mà ăn thôi. Đấy, thì đấy là cái ý nghĩa của việc cái kênh truyền thông. Mà đâu đó những người đấy họ lại thích Facebook, thích báo chẳng hạn, hay là thích email chẳng hạn. Đôi khi là họ thích YouTube chẳng hạn, hoặc là Google Search chẳng hạn. Ví dụ nhá, tôi 31 tuổi, tôi có một cái thói quen ấy là khi tôi mua cái gì đấy, đây là thói quen cá nhân tôi, là tôi cứ search Google đấy. Tôi có quan điểm tôi không không bao giờ tôi search YouTube luôn. Đấy, nó dở hơi, không bao giờ tôi xuất vì nó, tôi không có thói quen như vậy. Thế mà ông nào đánh vào cái tệp của tôi mà đánh YouTube có khi là chết đói, hoặc là TikTok tôi cũng chẳng biết TikTok là gì. Thế nhưng có khi nó chạy Google Ads, gây Google Search hay gì đấy là có khi nó nhảy một phát là nó ra ngay. Đấy, ví dụ như mình gõ Google mình bảo mẹ mua tên miền miễn phí, gọi là xây dựng website, là mình chẳng biết hỏi thằng nào đâu, là mình hỏi anh Google, mà cứ thằng nào lên top đầu tiên là mình click vào, mà mình gọi alo, anh muốn xây dựng website của bên em, mua tên miền thì như thế nào, bao xiển, thế là chuyển khoản đấy mẹ, dễ thế bán hàng nhiều khi giàu nha. Đấy, tự dưng nó biết được mình thì đấy là hay, khi mà các bạn hiểu được cái ý nghĩa của chân dung khách hàng. Cái một cái cuối cùng nữa trong cái việc vẽ chân dung khách hàng đó là các bạn phải xác định được cái influencer, là cái người ảnh hưởng đến họ. Tôi lấy ví dụ là như thế này, khi mà tôi đào tạo rất nhiều các bạn huấn luyện viên cá nhân ấy, các bạn chủ phòng tập ấy, thì các cái ông bán máy ấy, mà ông ấy muốn 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 là giới thiệu sản phẩm thì có lẽ là các ông ấy phải tiếp cận tôi.
Tại vì khi mà tôi phân tích họ là nên sử dụng loại máy nào, khấu hao ra làm sao, góc độ khách hàng nhìn nhận sản phẩm như nào, chi phí đầu tư ban đầu là bao nhiêu, khả năng thua vân 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 vân, thì có lẽ tôi giới thiệu là học sinh gật đầu cứ như bồ củi rồi là sau này là mua cái gì cũng dễ đấy. Thế nhưng mà ở mấy ông đấy lại không, đi giới thiệu mấy cô người mẫu lại 10 mẫu lại chẳng bao giờ đi tập đúng không, đứng lên khoe máy chạy, khoe tập chân tập mông mà mông thì chả có khi lại toàn silicone đấy, thế lại khoe mấy cô cô đấy lên làm KOL thì bỏ mẹ rồi, học rồi có khi lại không ăn thua đấy. À, giới thiệu sản phẩm chẳng ai mua đúng không, có giới thiệu sản phẩm mà cứ tưởng là giới thiệu đồ lót thì thôi xong, lúc đấy là có khi bở mẹ mấy thằng bán đồ lót thì có khi là mình lại không kiếm được tiền. Thì đấy là cái câu chuyện ý nghĩa của việc là mình xác định được cái người ảnh hưởng đến một nhóm khách hàng nó là ai, thì mình sẽ tấn công vào những cái người đó, mình có thể sử dụng những kênh truyền thông từ họ, thì có lẽ là cái việc tiếp cận khách hàng bán hàng nó sẽ tốt hơn. Rồi, thế thì khi mà chúng ta đã hiểu được một cái sơ bộ về cái chân dung khách hàng của các bạn rồi ấy, thì cái bước thứ hai mà các bạn cần phải làm đó chính là mình làm thế nào đó để mình thu thập được cái data. Ở cái data là gì? Tôi gọi là cái lead đi. Cái thông tin khách hàng để bao gồm tên, tuổi, số điện thoại của khách hàng. Vậy câu chuyện là chúng ta sẽ tìm kiếm khách hàng, tìm kiếm data bằng cách nào? Chúng ta sẽ tìm kiếm data bằng cách nào đúng không? Thì nó có hai cách. Do là mình biết được cái khách hàng của mình là ai, mình biết cái thói quen, cái sở thích, cái hành vi của nó, cái nơi trốn của nó đang ở đâu rồi, thì lúc đó hoàn toàn cái bộ phận truyền thông, bộ phận marketing họ xây dựng những cái chiến dịch, những cái thông điệp để họ quảng cáo trên internet, ví dụ như trên Facebook chẳng hạn, từ đó họ sẽ để lại cái thông tin của người dùng lại. Thì lúc đấy nó sẽ chia các cái dạng data kiểu như sau: data là có nhu cầu hoặc là data không có nhu cầu. Ví dụ như data có nhu cầu là thế nào, là người ta để lại thông tin trên Facebook, người ta nhắn tin với các bạn là tôi quan tâm đến cái chương trình giảm béo, tôi quan tâm đến chương trình tăng cân, tôi quan tâm đến chương trình tập yoga, thì tôi nghĩ rằng nó là cái chương trình mà khách hàng đã thực sự quan tâm rồi. Còn quan tâm ở mức độ cần thiết, cấp thiết như thế nào đó thì có lẽ các bạn phải tìm hiểu sau, tôi sẽ nói ở cái giai đoạn sau. Thế nhưng cơ bản là gì? Đấy là khách hàng có nhu cầu vì họ chủ động để lại thông tin cho mình. Mình có thể tấn công qua kênh online hoặc kênh offline. Tôi lấy ví dụ như kênh online, offline là gì? Online là bạn xây dựng ở trên fanpage, trên website họ để lại thông tin qua landing page chẳng hạn, inbox trực tiếp vào fanpage thì nó chính là cái thông tin khách hàng có nhu cầu trực tiếp đúng không ạ? Thì cái thông tin này thường chăm sóc thì cái tỷ lệ thành công nó rất là cao đúng không ạ? Thế thì cái kênh offline thì sao? Là bạn đi ra ngoài, bạn truyền thông quảng cáo tờ rơi vân vân, bạn làm các cái sự kiện thì người ta nhìn thấy những cái thông tin như vậy, họ để lại thông tin, họ ở anh rất quan tâm, thôi mày gọi cho anh đi, thì bây giờ anh bận thì lúc khác mày gọi cho anh. Thì bạn có nghe tên, thông tin, số điện thoại của khách hàng, thì đấy nó gọi là thông tin offline. Thì đấy có rất nhiều cách để mình tìm được khách hàng kiểu như vậy. Cái dạng thứ ba nữa là gì? Mình chơi cái trò là data mà mẹ không rõ nguồn gốc, không rõ thông tin, đó là mình đi mua đúng không, mình mua hoặc là mình bắt tay với anh hàng xóm. Tôi lấy ví dụ như anh hàng xóm các bạn là bên gì, bên spa đúng không, bên spa nó đâu đó có 500 khách hàng, nên là tự dưng anh em bắt tay bắt chân hôm nọ nhỡ uống mấy cốc rượu say quá, hứa với nó là chú cứ sang anh cho data, thì đến lúc mẹ ông xong sang thật, sang tự dưng phải nhắm mắt nhắm mũi cho 500 data đấy, mày gọi đi nhá, có gì thì biết đâu thịt được cái gì thì thịt. Thế thì lúc đấy mẹ chỉ có mỗi tên số điện thoại của khách hàng, không biết khách hàng này là muốn gì, nhu cầu là gì. Có khi là dịch vụ của mình giảm béo, gọi ngay cho chị gầy ơi gầy, bao nhiêu năm suy dinh dưỡng mẹ nó chửi chết, có khi lại mất công đấy. Thì đấy là cái dở hơi của những cái người xây dựng cái data lạnh. Vậy thế thì những cái người mà có những cái data lạnh như vậy, những cái data mà khách hàng không có nhu cầu, thì họ phải xây dựng những cái chương trình truyền thông quảng cáo hoặc là thậm chí là kịch bản tiếp cận khách hàng qua telesale để làm sao đó khách hàng đó nhận thức được rằng họ có nhu cầu và khai phá cái nhu cầu của họ, tìm cho họ cái nhu cầu, thì có lẽ là lúc đấy khách hàng nó sẽ cảm thấy hứng thú hơn và nó sẽ thích mua hàng hơn, ví dụ như vậy, hoặc là họ quan tâm đến sản phẩm của mình hơn. Do vậy việc cơ bản bản chất của cái việc thu thập data thì nó chỉ có hai cái dạng data: một là có nhu cầu, hai là không có nhu cầu. Và nếu có nhu cầu rồi thì cố gắng khai thác triệt để. Thông thường cái kênh này thường mất rất nhiều tiền đấy, mà mất bao nhiêu tiền thì phải chạy thử mới biết, tôi cũng không nói, bởi vì nhỡ nói ra mà các bạn chạy xong các bạn sợ chẳng dám chạy chết, hoặc nhỡ có khi chạy mất nhiều tiền quá lại chửi và ông này ông xui chạy quảng cáo nhiều vào đốt tiền vào chết đấy. Cái loại thứ hai là cái loại thường các bạn cũng mất tiền hoặc là không mất tiền, bạn đi mua hoặc đi xin được những cái data như vậy, tiếp cận những data như vậy thì có lẽ là nó sẽ vất vả hơn, thì làm nào nó để mình chuyển đổi được cái nhu cầu của khách hàng sang. Vậy thì khi đến cái giai đoạn này thì tôi sẽ nói qua một chút xíu dưới một cái chỉ số. Nó có chỉ số gọi là CA, tôi đọc tiếng Anh không không chuẩn lắm, các bạn đừng bắt lỗi nhé. Convert rate, nó gọi là tỷ lệ chuyển đổi đúng không? Convert rate thì phải, đúng rồi. Thế thì cái câu chuyện của người bán hàng là gì? Tiếp cận bao nhiêu người, sau đó lấy được bao nhiêu data nhé. Tiếp cận được bao nhiêu người, thu thập được bao nhiêu data, được chưa? Đấy là hai giai đoạn. Vậy tôi gọi ví dụ là CR1. CR1 là gì? Tiếp cận 1.000 người.
CR2 là tôi lấy được khoảng 500 số điện thoại, đúng không ạ? Khi tôi có số điện thoại rồi thì tôi phải thực hiện một cái việc, đó là chăm sóc khách hàng thông qua việc telesale. Tôi thực hiện việc telesale cho khách hàng, đúng không ạ? Thì tôi convert được khoảng độ 300 khách hàng nghe điện thoại và hẹn, ờ tao quan tâm đến sản phẩm của mày đấy. Thì khi mà người ta hẹn rồi thì người ta phải đến, người ta tìm hiểu, trải nghiệm sản phẩm, đúng không? Có bao nhiêu người nghe hẹn rồi lại đến thì tôi gọi là CR mấy nhỉ? CR4, đúng không? CR1 là tiếp cận, CR2 là lead, CR3 là hẹn, CR4 là đến. Đấy, họ đến rồi thì họ nghe tư vấn. Thế tư vấn xong thì thậm chí là họ trải nghiệm. Thì có bao nhiêu người là mua hàng thì nó là cái quan trọng nhất mình quan tâm, đúng không ạ? Nghĩa là từ CR1 đến cuối cùng là mua hàng là bao nhiêu, tỷ lệ đấy nó thay đổi như thế nào, tốc độ nó ra làm sao, thì đấy nó là cả một cái lộ trình về bán hàng. Tất nhiên rồi, khi mà mình chốt sale được rồi, là cái giai đoạn mua hàng ấy, chốt sale thu tiền, sau đó mình phải có kế hoạch chăm sóc khách hàng, thậm chí là bán chéo hoặc là upsell sản phẩm, thì cái đấy tôi không nói trong cái phần này, mà tôi chỉ nói ở góc độ là tìm kiếm data và một vài cái kênh chuyển đổi. Thế thì các bạn biết là một cái khách hàng mà người ta quyết định, người ta nghe cái thông tin của các bạn, người ta nghe cái thương hiệu của các bạn mà người ta đến ấy, thì nó phải thông qua hai yếu tố. Thứ nhất là khách hàng đó có nhu cầu. Thông thường người ta có nhu cầu thì người ta mới nghe các bạn nói tiếp, còn người ta không có nhu cầu thì người ta không quan tâm. Cái thứ hai là gì? Cái thương hiệu của bạn nó có uy tín. Có thể ta không có nhu cầu nhưng vì ta cũng nghe đến cái thương hiệu của mày rồi nên ta cũng cho mày nói nốt, hoặc là ta đọc nốt, ta xem nốt, xem nó như thế nào. Vậy thì cái công tác mà tạo cho khách hàng có nhu cầu này, tạo cho khách hàng có uy tín ấy, thì nó là công tác của cái bộ phận truyền thông. Truyền thông nó sẽ xây dựng những cái thông điệp về thương hiệu, về khơi tạo nhu cầu, và nó có những cái kênh để mà quảng bá nó đến khách hàng của mình. Đấy. Cái thứ hai là khi tao có nhu cầu, hoặc là tao cũng biết thương hiệu mày rồi nhưng chưa chắc tao đã mua hàng của mày, tao cũng chưa chắc tao đã quan tâm đến cái việc mà tao sẽ đến mua hàng của mày, thế thì có lẽ tao cần thêm thông tin về sản phẩm của mày, đúng không? Thì thông tin của sản phẩm mình nó lại là thông tin của mày, là giải quyết được vấn đề gì của tao, hơn tao khác ở điểm gì, điểm độc đáo của mày là cái gì, khác biệt sản phẩm mày là gì. Thì bắt đầu là ông marketing ấy, là ông lo cái việc đó. Ông marketing ông ấy xây dựng các cái bài viết, các cái thông điệp, các cái chương trình gì đấy để ông ấy phân tích cho khách hàng hiểu rằng là khi mà nhìn vào đây thôi là khách hàng đã thấy sản phẩm của họ khác biệt rồi. Tôi lấy ví dụ như một vài loại thực phẩm chức năng hoặc là một loại thuốc ấy, thì đâu đó các nhà marketing họ làm những cái thông điệp kiểu 100% organic, nghĩa là cái sản phẩm của tao nó tự nhiên đấy, mày dùng sản phẩm của tao thì mày sẽ an toàn và mày chẳng bị làm sao cả. Còn sản phẩm với thằng kia thì tao cũng not sure là tự nhiên, có thể là cũng organic nhưng nhỡ đâu đó có 2% organic thì sao, còn 98% là không phải organic thì sao? Thì đấy nó không ai biết. Thì thằng nào mà mạnh ở tao 100% organic, mày có thể kiểm định, không kiểm định thì kệ mày. Thì đôi khi nó lại một cái key để nó truyền thông cho khách hàng về sự khác biệt của sản phẩm, đúng không? Sau khi khách hàng thấy rồi, có nhu cầu, họ gì, có niềm tin về thương hiệu, họ lại thấy sản phẩm của bạn nó khác biệt rồi, thì đương nhiên cái cuối cùng để quyết định mua bán nó chính là các cái chương trình chính sách về khách hàng, những cái chương trình khuyến mại, nó gọi là reason to buy, đúng không? Thì đâu đó là bộ phận sale hoặc là bộ phận marketing nó truyền tải đến khách hàng là đang có một cái chương trình khuyến mại kiểu như này, mày đến đi, đến mà mua thử đi xem sao. Đấy, thì cơ bản là cái lộ trình của khách hàng nó dần dần theo các cái bước như vậy. Nhưng mà khổ nỗi là cái làm thế nào để chuyển đổi được một cái khách hàng mà chưa có nhu cầu thành khách hàng có nhu cầu thì nó mới thực sự là cái rất là khó. Vậy thì trong cái phần này thì nó có tìm kiếm data tôi vừa nói. Vậy thì telesale để làm thế nào chăm sóc những cái khách hàng khi mình có data đó rồi, kể cả data lạnh hoặc kể cả data nóng, thì các bạn cần phải làm những việc gì để cái việc mà mình telesale nó thực sự có hiệu quả? Thì có lẽ các bạn phải nghiên cứu thật kỹ cái chân dung của khách hàng. Tôi lấy ví dụ là như thế này. Khi bạn nhận được một cái lead khách hàng là phụ nữ sau sinh từ một cái bệnh viện phụ sản hay một cái trung tâm nào đó, họ có những cái lộ trình chăm sóc phụ nữ sau sinh, bạn lấy được cái data của họ, thì bạn thừa biết là những cái người mà phụ nữ sau sinh này họ hay gặp phải các cái vấn đề về đau lưng hay là giảm béo, họ hay bị stress, họ hay bị mệt mỏi, họ rất là lười biếng vì họ không có thời gian, vì họ mệt mỏi, vì thức khuya dậy sớm, vân vân, những cái thứ mà những khách hàng đó nhất định họ đang gặp phải. Vậy thì bạn phải làm thế nào đó, bạn xây dựng lên một cái kịch bản mà bạn gọi cho người ta, bạn giới thiệu để làm sao trong một độ 3 giây câu đầu tiên mà người ta thực sự muốn lắng nghe bạn. Sau đó bạn có thêm một độ 30 giây để bạn nói những cái câu gì để khiến khách hàng đấy nghĩ đúng, mình đang gặp phải đúng vấn đề như vậy, thằng này nó gọi điện kinh thế, nó gọi phát là ăn ngay, biết ngay là mình đang gặp phải vấn đề như vậy. Thì lúc đó mình mới có cơ hội là kích thích cái nhu cầu của khách hàng và đặt được cuộc hẹn với khách hàng. Tôi lấy ví dụ là như này. Khi mà tôi nhận được một cái lead data từ bên những bà bầu ấy, thì tôi có gọi điện dưới dạng là em chào chị Huyền, thì em là nhân viên của bên Lady Fit, bên em thì đang có hợp tác với bên trung tâm spa vân vân. Thì bọn em nhận được cái thông tin là chị mới trải qua một cái lộ trình là
Các bạn biết là phụ nữ mà sau sinh ấy, họ có một cái lộ trình nó gọi là làm cho cái vòng bụng nó săn chắc ấy, thông qua một vài cái liệu trình về spa ấy. Đến xong rồi quấn quấn mấy cái băng, mình gọi là cái gì nhỉ, tự dưng tôi quên, bố mấy cái nịt bụng, tự dưng tôi quên mất cái đấy nó gọi là cái gì, mà cái đấy nó phản đối rất là kinh đấy. Sau đó là họ cùng cả nghệ nghiệp đánh được các kiểu này nọ, thì mình lấy cái thông tin mình hỏi thăm đi xem là tình hình của chị dạo này thế nào, chị có thấy ok không đấy, sau 6 tháng sinh xong chị thấy sức khỏe của chị ra sao, vóc dáng chị như nào, chị ơi chị có cảm thấy là mình bị mất ngủ không, thường xuyên không, chị có hay cảm thấy bị cáu có không, hay là chị cảm thấy là gì, lưng của chị nó có bị đau mỏi không, ví dụ như vậy. Chị có cảm thấy là ở cơ thể của mình dạo này nó hơi lỏng lẻo và mình cảm thấy là thiếu tự tin không? Nghĩa là tất nhiên là mình sẽ không hỏi máy móc kiểu như vậy, ý tôi nói là gợi ý các bạn những cái chủ đề kiểu như vậy. Thì sau đó ở đấy thì bên em thì hiện nay nó cũng có một cái chương trình hợp tác, có lẽ chị nên thử dành thời gian ghé qua, cái cách huấn luyện dành riêng cho cái phụ nữ sau sinh ấy, nó rất là thú vị, giúp chị giải tỏa được stress. Thì bên em cũng có làm cái chương trình gọi là trải nghiệm cho khách hàng để cảm ơn khách hàng đã sử dụng cái dịch vụ như gọi là gì nhỉ, ba bầu care, ví dụ thế, chăm sóc ba bầu hoặc là mẹ sau sinh của người dịch vụ ABC đấy, thì em cũng rất là hy vọng mời chị ghé qua đấy. Thế thì ví dụ như vậy, thì đâu đó cái kịch bản đấy nó sẽ ở cái nội dung kịch bản đấy nó có cái phần thu hút được khách hàng hơn so với những kịch bản là em chào chị ạ, bên em đang cung cấp dịch vụ tập luyện 5 buổi tập miễn phí với huấn luyện viên cá nhân, em có thể mời chị ghé qua trung tâm em trải nghiệm được không ạ? Đấy, thì những cái kịch bản như vậy nó rất là phổ thông, nó rất là basic mà nó mang tính chất là hên xui, bởi vì các bạn không biết được khách hàng của mình đang gặp phải vấn đề gì. Nên trong cái khâu tele sale này với các ngành data lạnh hoặc data nóng thì các bạn vẫn phải cố gắng tìm kiếm xem cái tệp khách hàng của mình nó nằm trong tệp khách hàng như là nó có đúng cái chân dung khách hàng của mình không, và họ đang gặp phải cái suy nghĩ gì, và bạn hãy sử dụng nghệ thuật đặt câu hỏi để khai thác thông tin khách hàng. Nếu như bạn đặt được ba câu hỏi đầu tiên mà đúng cái vấn đề của khách hàng ấy, thì tôi khẳng định cái cuộc gọi của bạn sẽ được chấp thuận. Chấp thuận đây là gì, là người ta sẽ giao tiếp với các bạn, tương tác với bạn và cho các bạn thông tin. Còn nếu các bạn đặt câu hỏi là không đúng ấy, thì rất khó có thể đánh bại được khách hàng. Thì đấy là một trong cái lưu ý cực lớn của cái giai đoạn tele sale. Thế thì khi bạn tele sale khơi tạo được nhu cầu của khách hàng rồi, thì bạn phải có một bài tư vấn cho khách hàng, tư vấn xong xuôi cho khách hàng rồi thì suy cho cùng các bạn vẫn phải làm là để đặt hẹn được với khách hàng. Thì tôi lưu ý với các bạn một cái việc nghệ thuật trong cái việc đặt hẹn với khách hàng là như thế này. Khách hàng sẽ đưa ra những cái câu hỏi kiểu như là chị cũng muốn đi tập lắm nhưng mà đợt này chị bận quá nên là chị cũng chưa có thời gian đi tập được. Chị cũng đi tập nhưng mà để tuần sau để có gì chị liên lạc lại em sắp xếp thời gian nữa nhé. Chị cũng muốn đi tập nhưng mà hơi bận quá em ạ, là ví dụ thế. Vân 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 đó. Thì các bạn không nên đặt hẹn với khách hàng theo kiểu là em thể mời chị ghé qua phòng tập bên em tập thử được không ạ? Đúng không? Thì cái câu hỏi là như vậy, nó mang tính chất yes or no, nghĩa là đóng hoặc là mở mà thôi, chứ nó cũng không có cái gì gọi là sâu sắc cả để mà thực sự là thu hút khách hàng của các bạn. Do vậy các bạn hãy đặt những câu hỏi là liệu là thứ bảy hay là chủ nhật thì nó tốt hơn, em có thể mời chị ghé qua trải nghiệm bên em vào thứ bảy chủ nhật, ví dụ như vậy. Khách hàng bảo ủi chị cảm ơn em nhé, chị cũng cũng cố gắng sắp xếp đấy nhưng mà chị hơi bận đó. Thì đấy mình phải nói đi, dạ thưa chị, em cũng biết là cái việc chăm sóc con cái và công việc nó một điều rất là quan trọng với chị, nhưng mà gì, nếu như mà mình không dành cái thời gian để chăm sóc sức khỏe và làm đẹp cho bản thân mình ấy, thì lúc đấy chị cũng không có đủ sức khỏe để chăm sóc gia đình. Do vậy thì em biết là thứ bảy tuần này chị cũng hơi bận, vậy thì thứ hai và thứ ba tuần tới thì chị thấy sao ạ? Ví dụ thế. Nếu như khách hàng bảo vẫn không được, thế thì tuần này hoặc là tuần sau thì chị thấy là tuần nào tốt hơn với chị, đúng không? Nếu mà tuần này và tuần sau cũng được thì mình lại tư vấn thêm 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 một hồi, mình lại đá một sang một nước là gì, buổi sáng hay là buổi chiều thì tốt hơn. Tóm lại là mình sẽ xoay những cái câu hỏi mang tính chất là gợi ý để ép khách hàng đưa ra phương án A or B để đặt hẹn. Còn nếu như bạn không xác nhận được cái link hẹn đấy thì gần như bạn đã thất bại hoàn toàn trong việc thực hiện tele sale. Được chưa? Vậy thì phương án của chúng ta thường là gì? Buổi sáng hay là buổi chiều thì tốt hơn cho chị, sau đó kèm được một câu tư vấn. Hôm nay hay là ngày mai thì tốt hơn cho chị, tuần đầu tuần thứ hai hay thứ ba thì tốt hơn cho chị, hay là thứ bảy hay là chủ nhật thì tốt hơn cho chị, hay là tuần này hay là tuần sau thì tốt hơn cho chị, hay là gì, không thì nếu mà chị bận rộn quá thì chị em mình có thể gặp nhau tại phòng tập, hoặc là em có thể đến cơ quan của chị để tư vấn cho chị, hoặc là chị em mình gặp nhau quán cà phê chẳng hạn. Nghĩa là hãy cố gắng đưa ra khoảng độ 5 cái lần để khách hàng từ chối mà liên tục khiến khách hàng phải gì hẹn cho mình một cái lời hẹn, thì lúc đó các bạn mới thực sự là có cơ sở thành công trong cái việc thực hiện được tele sale. Còn nếu không thì rất khó nha, các bạn nhớ là rất là khó. Ok, hello, xin chào các bạn. Hôm nay cũng không có nhiều thời gian, thế nên là mình cũng tranh thủ làm một cái live stream trả nợ trước. Sau đó thì lại mất tích cả độ tháng hơn tháng gì đấy để lo công việc. Nên là các bạn nào mà thực sự quan tâm thì có thể ở lại là nghe. Còn các bạn nào mà nghe cũng được mà không nghe thì cũng không sao. Thôi kệ các bạn ý nha. Mình cứ độc thoại, xin lỗi mọi người nhé. Nói một hồi tự dưng nó nóng quá. Đấy, Hà Nội đêm trở gió mà mình vẫn thấy nóng.
Rồi, thì đấy là cái bước là xây dựng quy trình về tìm kiếm khách hàng mà chúng ta đã phải xác định được chân dung khách hàng. Chúng ta tiếp cận, tiến hành thu thập data của khách hàng và cuối cùng là chúng ta lên một cái kế hoạch telesale để có thể khơi tạo nhu cầu cho khách hàng. Cuối cùng chúng ta đặt được lịch hẹn với khách hàng. Tất nhiên, khách hàng người ta mua được sản phẩm nó còn thực tế, nó còn liên quan đến nhiều yếu tố. Mà có lẽ là trong một cái buổi này thì tôi sẽ không thể nói với các bạn được, mà tôi chỉ nói với các bạn ở góc độ tập trung trong cái phần là tìm kiếm khách hàng mà thôi. Thế nên là các bạn hãy cố gắng đa dạng hóa kênh tìm kiếm khách hàng của mình. Sau khi các bạn biết được cái khách hàng của mình là ai thì các bạn có thể xây dựng những cái kênh như sau. Thứ nhất đó là telesale, thì tôi cũng vừa nói các bạn về telesale rồi. Thứ hai, các bạn có thể áp dụng kênh sale outdoor. Sale outdoor nghĩa là gì? Là đâu đó các bạn chuẩn bị những cái ấn phẩm tập gấp tờ rơi dựa trên một cái thông điệp của bộ phận marketing, đúng không? Mình đi ra một vài cái khu vực mà ở đó họ tập trung những cái khách hàng mục tiêu của mình. Mình nhìn xem đây có phải là khách hàng mục tiêu của mình không, mình tiến lại gần, tiếp cận họ, giới thiệu thông tin về sản phẩm và xin lead, thu thập lead, lấy thông tin của họ. Đấy cũng là một cái cách để mình tiếp cận khách hàng và có data. Thì đấy nó gọi là sale outdoor. Cái thứ ba là mình tạo các cái event, các cái sự kiện hoặc là những cái mình gọi chung là boot show. Ví dụ như công ty của tôi ở Lady Fit Đà Nẵng thì chúng tôi đã liên kết với một cái trung tâm tiếng Anh rất là lớn, có đến 300-400 cái phụ huynh tham gia trong đó. Chúng tôi tổ chức một cái sự kiện đo khám dưỡng sức khỏe miễn phí, thậm chí chúng tôi tài trợ các chương trình tập luyện miễn phí cho khách hàng để chúng tôi thu hút được 300-400 khách hàng đó. Có thể là chúng tôi sẽ bỏ khoảng độ 20 phần quà để tài trợ cho họ. Ngược lại chúng tôi có một cái data rất là khủng khiếp, khoảng độ tầm 300-400 khách hàng cực kỳ tiềm năng. Thì chúng tôi tận dụng xây dựng kịch bản để chúng tôi khai thác được khách hàng đó, thì đó cũng là một cái việc tôi gọi nó là boot show, hoặc là tổ chức thông qua event tiếp cận thu thập data của khách hàng. Thông thường tất cả những cái này nó phải nằm trong cái kế hoạch marketing của công ty nhé, chứ không, nó cũng không hẳn là mang tính chất tự phát như các bạn nghĩ đâu. Đấy. Cái nữa nó chính là xin referral, xin khách giới thiệu từ những khách hàng cũ của mình. Thì các bạn có sẵn khách hàng rồi thì bạn phải nghĩ là tại sao khách hàng của bạn họ phải gì? Phải giới thiệu khách hàng cho mình. Thì mình sẽ nghĩ ra những cái thông điệp, những cái câu chuyện để làm sao khách kích thích khách hàng mình, họ muốn dẫn khách hàng của mình đến đây. Và thường thường thì tôi nói là nếu khách hàng của bạn thực sự quý bạn như một người anh em, một người anh, một người em hoặc là một người bạn, đấy, quý như kiểu cái gì cũng kể với nhau, tâm sự, chơi với nhau ấy, thì đương nhiên là có cái gì hay họ sẽ dẫn bạn bè của họ đến và không ngoại lệ việc giới thiệu khách hàng cho bạn. Một cái kênh nữa rất là thú vị. Ok Khánh. Hello Khánh. Một cái kênh nữa cực kỳ thú vị mà bạn có thể nghiên cứu, đó chính là kênh tạo phễu online. Tôi gọi thế cho nó dễ. Nghĩa là các bạn xây dựng một cái phễu trên Facebook. Vì mình biết cái chân dung khách hàng của mình là ai rồi đó. Thế nên là mình sẽ gì? Tập trung mình viết các bài viết miễn phí để mà những cái người đó họ thích, họ thu hút, họ quan tâm. Giống như kiểu như các bạn cũng chính là đối tác của Lady Fit trong tương lai, hoặc các bạn sẽ là học sinh của VBDA trong tương lai. Thế thì tôi cố gắng chia sẻ những kiến thức này để hy vọng là các bạn thấy nó hữu ích với mình, các bạn trải nghiệm nó, bạn dùng ở ngoài. Bạn thấy công việc của mình tốt quá, hay quá, thú vị quá, thành công rồi thì có lẽ đâu đó trong suy nghĩ của bạn là nếu như đi học trực tiếp ở toàn bộ các khoa học của ông trường thì ông Phong, ông Phương của VPJ thì có lẽ mình giỏi hơn, hoặc nếu như ở mình tự mở phòng tập nó không hiệu quả, có lẽ mình mua thương hiệu của Lady Fit nó sẽ thành công hơn. Thì đấy tôi gọi là tạo phễu online bằng cách là cho những cái khách hàng của mình thật nhiều những cái giá trị để họ trải nghiệm, họ sử dụng trước. Nếu họ thực sự tin cậy thì lúc đấy họ sẽ tự tìm đến mình. Thì đấy cũng là một cái kênh mà tôi thấy rằng nó hiệu quả. Còn lại những cái kênh kiểu như tiếp khách walk-in hay là take care sản tập thì tôi không nói nữa, bởi vì là ai cũng biết những cái thông tin này rồi, nên có lẽ là tôi không chia sẻ nữa. Vậy khi các bạn hiểu được khách hàng của mình là ai, cộng với việc là có được 8 kênh, tôi vừa đọc không biết nhất 7 là 8 kênh, 7 hay 8 kênh gì đó tiếp cận khách hàng, thì các bạn sẽ biết cách là đánh khách hàng của mình ở những cái vị trí nào, cái khu vực nào thì nó sẽ mang lại hiệu quả cho bạn tốt hơn. Và đương nhiên thôi, khi bạn tiếp cận khách hàng được thành công thì có lẽ là cái việc tỷ lệ chốt sale của bạn cũng thành công. Nó giống hệt cái câu chuyện là chúng ta đi đi tìm bạn gái, đúng không? Nếu chúng ta tìm 100 cô nào cũng độ tuổi từ 20 đến 25, cô cao 1m60 đến 65 đều đặn như vậy, đúng không? Nặng đâu đó khoảng độ 45 cho đến 52 cân, thì có lẽ là trong 100 cô đấy cái tỷ lệ các bạn lựa chọn bạn gái nó rất là kinh khủng, rất là nhanh. Nhưng cũng là một người đấy tiếp cận 100 người nhưng mà toàn 100 người mới chị 35 tuổi, 40 tuổi thì có lẽ hỏng rồi, đúng không? Vì nó đâu có đúng với chân dung khách hàng của mình đâu. Lúc đấy thì nó rất là tốn công và rất là vô ích. Đấy. Thì đấy là cái câu chuyện. Khi mà chúng ta tiếp cận sai đối tượng khách hàng thì gần như kết quả chúng ta bằng không, và thậm chí nó sẽ khiến các bạn cảm thấy uể oải, chán nản và bất lực, các bạn không muốn làm gì nữa. Lúc đấy thông thường các bạn sẽ kêu: anh ơi, giá đắt quá, thế này thì khách hàng không mua được đâu, anh giảm giá đi chứ bọn em không bán được hàng đâu, sếp ơi khổ lắm. Đấy, thì cứ kêu ấy, vì bản chất con người Việt Nam mình là hay kêu, hay ngoạc miệng lên kêu, không biết là nó có đúng là như vậy không nhỉ. Thì đấy nó là cái thông tin mà tôi chia sẻ với các bạn. Do vậy, hãy xác định được khách hàng của mình là ai, sau đó tiếp cận khách hàng một cách thông minh, đúng, thông qua cái kênh mà tôi vừa nói với các bạn. Rồi, hello Giang Vy.
Rồi, chúng ta vừa giải quyết được cái phần đầu tiên. Bạn nào cuối năm rồi, đúng không ạ? Rất nhiều bạn lo về doanh số. Tôi nghĩ các bạn đừng lo nhiều về doanh số nữa. Còn hãy tập trung vào việc học, phát triển bản thân đi. Ai có thể tham gia các khóa học thì hãy tham gia các khóa học. Nhân tiện tôi cũng nói luôn VPT tuyển sinh nốt. Không nốt quá cuối rồi, hình như còn hai vị nữa trong Sài Gòn thì phải. Đã đủ lớp rồi, không tuyển sinh nữa, năm sau mới tuyển sinh. Bạn nào mà muốn đầu quân cho Lady Fit của tôi ở hệ thống Hải Phòng, Thanh Hóa thì bạn hãy inbox cho tôi nhá. Tôi sẽ có thể kết nối các bạn để các bạn có thể cơ hội làm việc cùng với tôi ở các cái cơ sở của tôi. Rồi, các bạn mà nghe xong cái phần vừa rồi các bạn thấy nó hữu ích thì các bạn hãy comment cho tôi một vài cái chữ gì đó, một câu gì đó ở phía dưới để tôi biết là các bạn đang lắng nghe tôi. Ui giời, đây có ông Dương Đức Quốc đang nghe tôi rồi. Ông này là 1 tỷ năm rồi mình thấy xuất hiện. Nhá, không thì cho một ít tim bay phấp phới đi để mình biết là mình có thấy nhau. Ừ, quên mất còn Đông Anh nữa nhỉ. Tôi cũng tuyển cho cơ sở Đông Anh nhá. Lady Fit Đông Anh tuyển dụng. Bạn nào muốn đầu quân về Lady Fit Đông Anh thì bạn có thể update. Chết rồi, mọi người ơi, số lượng người theo dõi hôm nay nó bị tụt kinh quá. Hôm nay là ngày gì mà sao tụt nhiều thế nhỉ? Hôm nay là thứ ba mọi người đi ngủ hay sao mà mọi người đi ngủ sớm hay sao mà mọi người tụt nhanh thế? Thế mọi người lại share đi nhỉ? Mình lại share để cho số lượng người xem nó tăng cao ấy. Chứ nó ít người quá tự dưng mình lại buồn buồn nói nó lại đuối hơi, tụt hết cả hơi. Ít share là nó thế đấy. Không có ai share quá là mọi người bị bỏ rơi đấy, buồn lắm. Nói là lăng lượng nó lất đi hết rồi. Ờ đúng rồi. Không sao, chúng ta còn một cái chủ đề nữa. Sau đó các bạn hãy chuẩn bị câu hỏi và chúng ta sẽ tương tác với nhau nhé. Cái chủ đề thứ hai mà tôi muốn nói với các bạn đó là cái chủ đề này dành riêng cho các bạn PT nhé. Có hai thứ mà các bạn PT cần phải lưu ý. Đó là hãy làm đúng ngay từ đầu. Nhá. Hãy làm đúng ngay từ đầu khi các bạn bước chân vào nghề PT. Cái thứ hai là gì? Đó chính là đạo đức nghề nghiệp. Đạo đức nghề nghiệp của một người huấn luyện viên. Tôi sẽ tập trung từ nó hai cái nghề này. Ok. Rồi, mọi người cứ share thì tôi sẽ nói hăng say. Hello Ninh, chào giám đốc Ninh. Tại sao chúng ta phải làm đúng ngay từ đầu? Khi mà các bạn quyết định tham gia một cái trường đại học, thi vào một cái trường đại học nào đó, thực chất ấy, thì là do các bạn tự quyết định. Bạn hoàn toàn tự quyết định, không có ai quyết định thay bạn hết. Bạn lựa chọn cái trường học của mình, bạn đăng ký, thậm chí bạn thi đỗ. Bạn thi đỗ, bạn đăng ảnh trên Facebook, quay với bạn bè, tổ chức tiệc khắp mọi nơi là bố mới đỗ đại học rồi đấy, chúng mày nhìn kinh chưa? Thì nó hoàn toàn là do các bạn, không phải do người khác. Thế nhưng lý do tại sao bạn học 4 năm học chẳng ra cái mẹ gì hết? Nào, lý do tại sao mà mình học 4 năm trời mình chẳng được cái mẹ gì hết, mà học càng học thì càng ngu, bỏ học nhiều thậm chí là gãy giữa trường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bạn tốt nghiệp đại học hoặc là không tốt nghiệp đại học, bạn ra trường bạn vẫn xin vào một công việc, vẫn xin vào một công ty. Bạn nhìn công ty đó, đi quanh công ty đó, ngó bên trái, ngó bên phải, nhìn cô nhân viên, nhìn ông sếp, ngắm ngông, ngắm chân, ngắm mắt, ngắm mũi, nghe ông sếp nói, nghe đủ thứ trên trời dưới biển. Tai bạn nghe, mắt bạn thấy, các giác quan của bạn được cảm nhận. Nhưng mà thiệt quái là bạn xin vào công ty đó, bạn lại làm ăn như cờ. Đúng không? Tại sao lại như vậy? Công ty đấy là do mình lựa chọn, mình muốn đến xin tuyển, ứng tuyển vào công ty đó. Thì tại sao mà mình lại làm nó như cờ như vậy? Rồi mình lại lấy lý do, ê, công việc này em làm tạm thưa anh ơi, ê, công việc này không phù hợp với em anh ạ. Em đến đây để học hỏi kinh nghiệm, nhớ ông giỏi xong em nghỉ mẹ em sang bên khác. Tại sao lại như vậy? Tại sao cái công ty mà mình đã mất công nghiên cứu, tìm hiểu, chiến đấu với những ông ứng viên khác để mình xin được vào, thế mẹ nào mình lại xin nghỉ, thế mẹ nào mình lại làm như cờ, không ra gì? Thì vậy đâu là vấn đề? Ok, chào mây. Tiếp tục, bạn nhận công ty đó, làm vị trí đó, nhận khách hàng đó, bán hợp đồng cho họ, thu tiền cho họ. Thế nhưng tại sao bạn lại dạy như cứt? Đúng không? Bạn nhận tiền của khách hàng, bạn đăng ảnh Facebook cảm ơn anh, cảm ơn chị, đúng không? Đã tin tưởng em sẽ thay đổi cơ thể của chị, nhưng cuối cùng 2 năm sau thì chị vẫn thế, thậm chí chị còn béo hơn. Tại sao lại như vậy? Rồi đến khi truy cứu trách nhiệm của bạn thì các bạn lại nói câu gì? Không, em dạy khách tốt lắm, chị này chị không đi tập đều thì chị mới thế thôi. Chị này chị khó giảm cân, ăn
linh tinh lắm anh ạ, nên nó thành như vậy, đúng không ạ? Thế nhưng nếu ông nào mà thực sự học về personal trainer nhé, tôi không nói những ông mà không học hành đào tạo tử tế. Đào tạo tử tế đây là đào tạo về cả tư duy, mindset để hiểu cái nghề này. Thì một trong những cái yếu tố để cấu thành personal trainer đó chính là gì? Là bạn là người truyền cảm hứng và tạo động lực cho khách hàng. Vậy nếu như khách hàng mà không đi tập chăm chỉ thì đấy là lỗi của bạn. Nó không có phải lỗi của người khác, nó hoàn toàn là lỗi của các bạn. Đúng không ạ? Vì bạn không khiến cho khách hàng cảm thấy họ thực sự cần phải đi tập, hứng thú đi tập. Mà thay vì đó bạn mang cho khách hàng có cảm giác bạn tập mệt lắm, tập với thằng này kinh lắm, oải lắm, tập với thằng này chán lắm, mẹ đi phòng tập mẹ sợ lắm, đau lắm. Đấy, họ toàn thấy rào cản chứ họ đâu có thấy vượt qua rào cản đâu. Nên là họ gì? Cảm thấy chán. Và khi họ chán thì các bạn biết rồi đấy ạ, họ không đi tập và họ không có kết quả. Thế câu chuyện là tại sao lại như vậy nhỉ? Mọi thứ các bạn là do mình lựa chọn, không có ai bắt các bạn làm cái gì đó. Thế nhưng tại sao kết quả nó vẫn tệ? Rồi tiếp tục. Các bạn tự có quyền đi ngủ sớm, đúng không ạ? Các bạn có xe máy, thậm chí còn là xe đẹp. Các bạn có quyền chọn phòng trọ, thậm chí là đổi phòng trọ để tiện cho công việc đi làm của mình. Thế nhưng điều gì xảy ra khiến các bạn đi làm muộn? Các bạn đến muộn công ty. Rồi hôm sau mà sếp ơi, hôm qua em đi chơi mệt quá vì ngủ hơi sâu. Ủa sếp ơi, em ốm quá ngủ hơi sâu. Thế trong khi ở ngoài kia có rất nhiều người giống bạn, họ còn không có xe để đi, họ còn ở xa hơn các bạn, họ còn làm dăm ba công việc khác vất vả, thậm chí là gì, làm ở trên ba để kiếm sống mưu sinh. Nhưng đến công ty họ vẫn làm tốt thành quả của mình và chẳng bao giờ đến muộn. Và thực tế thì họ đều thành công. Tôi khẳng định với các bạn nhé, không có cái ông nào mà ông ấy chăm chỉ làm việc sáng tối, cẩn mẫn trong học tập nhé, mà người ta không thành công. Mẹ chỉ có thằng lười thì nó mới không thành công. Cái loại mà chỉ có há miệng dùng tiền nó rơi bọc phát vào mẹ mặt đấy. Đấy, mà cái loại đấy thì nhỡ mà tiền nó to rơi phát chết mẹ tôi thì loại đấy thôi, thì nó mới nghèo thôi. Tôi nói thật các bạn, chứ còn cái người mà gì, người ta thực sự chăm chỉ, người ta kiếm tiền ấy, người ta không giàu nhưng mà người ta cũng 5-70 triệu một tháng là không khó. Là tôi nghĩ là không khó, 50 triệu một tháng không khó. Vậy 50 triệu là sống khỏe ở cái đất Hà Nội rồi, đúng không? 50 triệu là tự tin đi mua chung cư trả góp rồi, có khi là mua được em Vinfer, à quên, VinFast. Là ngon nghẻ rồi, xịn sò, pha điêu đấy, ví dụ thế. Mẹ mưa thì nắng là chắn, các thể loại con đà điểu không để bị làm sao. Chứ làm gì có cái người mà người ta chăm chỉ, chăm học, chăm làm, học tập tử tế, mẹ nó lại nghèo, xong lại chửi là mẹ cuộc đời anh số nó nghèo em ạ. Đéo có số đâu, là mày lười thôi. Mày chăm gì, mày chăm được khoảng độ 3 hôm, mẹ đăng Facebook là dậy sớm để thành công, đến hôm thứ tư ngủ mẹ mệt quá, ngủ thêm mẹ 12 tiếng nữa, xong thành dậy muộn bị sếp mắng, tự ái hôm sau nghỉ mẹ việc luôn. Thế mà bảo dậy sớm để thành công, xong cuối cùng hận đời vô đối bởi vì số anh nó nghèo em ạ, chứ bình thường anh cũng cố gắng lắm. Lấy đâu ra? Không có. Thế vậy câu chuyện là mọi thứ các bạn đang làm, mọi thứ các bạn đang lựa chọn đều là do mình. Vậy thì tại sao mình lại phải ngụy biện? Tại sao mình lại phải làm nó không tốt? Mà tại sao mình không làm đúng ngay từ đầu đi? Đúng không? Nếu điều gì xảy ra, điều gì xảy ra với các bạn? Nếu như các bạn nhận một cái việc của một cái công ty đó, bạn không bao giờ đến muộn. Bạn đi làm. Bạn đi làm từng bước một, từng ngày một. Bạn làm chăm chỉ. Đúng không ạ? Nếu như điều gì xảy ra, nếu đến công ty không chỉ bạn làm bán hàng, dạy khách hàng đâu, mà bạn thấy cái xe nó dựng không ổn ở cái chỗ vỉa hè, bạn chạy ra bạn dựng cái xe lại. Cái xe người ta quên không xích lại, nhỡ thằng trộm nó khuân mẹ con xe mất thì công ty chết. Bạn chạy ra bạn khóa nó lại. Đúng không? Thay vì bạn bảo là đây đéo phải việc của mình đâu, đây là việc của con Lễ Tân, đây là việc của ông bảo vệ, mẹ cũng việc mình đâu, mình là PT, ai đi dắt xe trông buồn cười. Mẹ kinh lắm. Đấy, thế điều gì xảy ra nếu cái suy nghĩ đấy nó thay đổi trở lại, nó là việc của bạn. Đúng không? Cái điều gì xảy ra nếu như bạn đến một cái công ty, bạn đi làm từ sáng đến tối. Công ty trả lương có 8 tiếng thôi. Không sao cả, bạn làm hẳn mẹ 10 mấy tiếng đấy. Đúng không? Điều gì xảy ra nếu như khách hàng của bạn đi tập, bạn lúc đấy đang mải nhậu, đang bận đi chơi người yêu, bạn từ bỏ cuộc nhậu, bạn xin lỗi người yêu, quay về để dạy khách hàng của mình. Đúng không ạ? Điều gì xảy ra nếu như mà họ đau, các bạn cũng đau. Điều gì xảy ra nếu như khách hàng bạn không đi tập, bạn đến tận nhà gõ cửa khách hàng và nói chuyện với họ. Đúng không? Nói bằng cái tâm của mình á, là thực sự em rất lo lắng, đúng không? Em cầm tiền em xấu hổ lắm chị, mà chị không đi tập em không biết làm nào. Thế để người ta hiểu mình hơn và mình cũng hiểu người ta hơn. Tất nhiên nó sẽ có nhiều trường hợp xảy ra. Tôi không nói các bạn có thể thay đổi cả thế giới, nhưng mà bạn đã làm hết sức của mình chưa? Đúng không? Bạn đã làm hết sức của mình chưa? Cái điều gì xảy ra
bạn lựa chọn một cái khóa học rồi, thay vì bạn học mẹ cho nó vui, học lấy cái chứng nhận cho nó có, bạn học cho nó đàng hoàng tử tế vào, đúng không? Thay vì bạn đi đi xin sếp ơi, sếp cho thầy, thầy ơi thầy cho hôm qua đi, bạn học mẹ nó tử tế đàng hoàng đi, thuộc bài đi, thi qua đi, có phải ông thầy ông cho bạn qua nó dễ hơn không? Tôi xin lỗi các bạn luôn này, làm đào tạo bao nhiêu năm nay rồi, tôi dạy cũng rất nhiều học sinh rồi, nếu mà để dễ cho học sinh quá ấy, thì đấy là diễn nó đấy, không phải làm thầy nữa đâu. Tôi nói thật với các bạn luôn. Vì sao? Vì làm cho nó ảo tưởng sức mạnh. Mẹ mẹ, úi người ta học ông trường giỏi lắm, mẹ kinh lắm, đi ra đường bố thiên hạ, nhưng trong khi đầu toàn đầu đất, học ngu bỏ mẹ, thì đánh trượt nó đi. Đánh trượt để làm cái gì? Để nó nhận thấy rằng là mình kém vãi đái, để nó kém thật, để nó đi ra ngoài nó ngẩng cái đầu lên, tao phải học để trong trường biết tay, mẹ dám đánh trượt tao đấy, thì là thằng thầy nó ngồi đằng sau nó cười đấy, mày mắc bẫy rồi, đúng không ạ? Đằng này mẹ học thì dốt, cứ xin thầy, thầy cho hôm qua, đến lúc thầy đéo cho qua thì bắt đầu mặt nhăn mặt nó, có khi ăn ăn phen thầy. Thế để làm cái gì? Vậy thì tại sao, tại sao mình không học tốt nó ngay từ đầu? Mình mất tiền rồi mà, trời ơi, mình mất tiền mà, 20 triệu rồi mà, tại sao mình không mất ngay từ đầu? Mình học cho nó tử tế, mình thi nó qua đi, đúng không ạ? Mình thi nó qua rồi mình đào hoàng đường đường chính chính, mình ngẩng cao đầu là tôi đã tốt nghiệp, có đúng không ạ? Thì có phải nó tốt hơn không? Thay vì đó lại xin thầy ơi cho em qua đi, xong rồi trách lại thế nọ thế kia. Tôi xin lỗi các bạn, một khi tôi mà đứng giảng dạy ấy, thì ông nào trượt phần của tôi có thi lại vẫn trượt, không bao giờ qua được. Tại vì nó vấn đề nó ở mindset đấy, chứ nó không phải ở cái học thuộc lòng để mà qua bài đâu. Đấy. Còn tôi không biết các bạn học ở đâu, bao nhiêu loại chứng nhận, tôi không biết. Học 100% pass ấy, thì tôi nói nó thật này, nếu mà học sinh một cái lớp 100% pass ấy, thì y rằng 100% thằng đấy là toàn thằng dở hơi. Tôi thật các bạn luôn, toàn thằng có vấn đề. Vì sao? Vì cái lớp đấy mẹ đào tạo cho xong thôi, chứ không phải đánh giá thực chất cái năng lực của con người. Tất nhiên ai cũng hiểu là nó học xong nó ra ngoài nó phải phát triển bản thân nó mới thành công, giống như những đứa học giỏi thì chưa chắc đã giàu ấy. Thì câu chuyện đấy tôi hiểu. Thế nhưng cơ bản là mình đào tạo tử tế đàng hoàng cho các em nó có cái nghề thì mình nó phải phải kiên định, nó phải làm cho nó tốt, đúng không ạ? Tôi nói thật với các bạn, tôi chấp nhận để học sinh nó ghét tôi. Ghét tôi thì mẹ ghét thế nào được, nhưng mà mày không tốt thì tao đánh trượt mày, vì tao dạy cho mày hai thứ. Thứ nhất là mày phải tôn trọng chính bản thân mày. Cái thứ hai là mày gì? Mày tôn trọng những cái cơ hội. Mày tôn trọng bản thân mày vì sao? Vì mày bỏ tiền ra rồi thì mày học cho nó đàng hoàng, tử tế, cho nó thành người, đúng không? Vì đấy là quyết định của mình, mà quyết định của mình mà mình còn làm như cứt nữa thì còn gì gọi là quyết định nữa, đúng không? Thì nghĩa là cái bản thân của mình nó không có giá trị gì hết rồi. Cái thứ hai là tôn trọng những cái cơ hội là gì? Gặp ông thầy nó là cơ hội, đúng không ạ? Bỏ tiền ra mua 20 triệu một khóa học, đấy nó là cơ hội, mình mua cái cơ hội đó, đúng không? Được nghe ông thầy nó nói, nó bảo là mày ngu ở chỗ này này, fix nó bằng cách này này, đấy nó là cơ hội. Thế nhưng mà mình lại đi gì? Tự ái, mình không học, mình bỏ học, thậm chí còn bỏ đi, thì đấy là dốt. Tôi nói với các bạn này, cái gì các bạn vượt qua được ấy, thì nó là dễ, cái gì các bạn không vượt được qua được thì nó là khó. Tôi chia sẻ với các bạn là tôi không biết đi xe côn. Thực sự là tôi không biết đi xe côn. Mà hôm nay tôi ngồi với một cô học trò, mà cũng là đối tác thôi, bảo em lấy xe côn em chở anh. Mà tôi đỏ hết cả mặt vì tôi không biết làm, tôi xấu hổ lắm, nhưng mà tôi nhất định tôi sẽ học xe côn lại. Vì thực ra tôi có bao giờ tôi động vào xe đâu. Tôi nói với các bạn, tôi chỉ có đúng một chiếc xe máy duy nhất là chiếc Jupiter, là tôi mua đâu đó năm 2018, là do là được một cái quả môi giới bất động sản để bố mẹ tôi cho tiền mua, là tôi giới thiệu khách thì tôi được mua thôi, chứ tôi đâu có đâu, không có. Thế thì khi mà tôi mua chiếc xe đấy thì tôi mua thẳng ô tô luôn, thì tôi làm sao mà có được cơ hội. Và tôi có một cái tính á, không thích đi mượn xe của người ta, tôi không mượn, vì tôi mượn một lần rồi, tôi mượn xong nó cứ nhìn đều tôi, nó bảo mẹ đi mượn xe của tao dĩ diện. Trong khi của tôi, đến khi sau này tôi cho người ta mượn thoải mái, ô tô tôi đâm quẹt thoải mái, tôi chẳng có tôi nói gì hết, hỏng thì sửa vì nó là cái phương tiện thôi. Những cái mindset tôi với những người khác nó khác nhau, nó là như vậy. Đã nghe nó hơi buồn cười thôi, nhưng đấy, câu chuyện nó là như vậy. Thế thì ở nhìn lại vấn đề một chút xíu là gì? Các bạn đang chọn một cái ngành nghề, các bạn đang lựa chọn một cái công việc, các bạn lựa chọn một cái khoa học, tất cả mọi thứ nó là do mình quyết định. Đừng để đến lúc mắc lỗi rồi đi xin lỗi. Thay vì mình cố gắng gì xin lỗi thì mình hãy làm đúng nó ngay từ đầu đi. Mình làm cho nó tốt vào, đúng không? Để mình đi ra ngoài mình ngẩng cao đầu lên, mình gặp ông thầy mình cũng tự tin là thầy ơi con xuất sắc, con học kiến thức của thầy xong con bán kinh điển luôn, công ty choáng luôn, khách con tập mẹ suốt ngày chửi mấy thằng PT cũ dạy ngu, xong tập vào còn phát khách còn hết đau lưng, nói thầy ạ kinh lắm, giảm 12 cân đẹp như hoa hậu, nhìn là mơ lem ngay lập tức. Đấy, thì có phải nó sướng không? Đúng. Đến một cái công ty đợi sếp nó đuổi việc của mình, thế thì tại sao mình không làm cho nó tử tế đàng hoàng? Nếu không thì tự xin nghỉ mẹ việc đi, cảm thấy mình không làm được tự xin nghỉ việc luôn cho nhanh, đỡ đuổi nhục lắm, bị đuổi việc nó nhục mà, thì tự mình xin nghỉ đi.
Còn nếu không thì làm là tốt mà. Tốt đến mức độ mà mẹ sếp nó ghét lắm, mẹ trông thằng này ghét. Nhưng vì làm tốt quá sếp phải nể, mẹ chứng tỏ thằng này làm tốt. Bắt đầu sếp ghi nhận. Có phải là sướng không? Vì đằng nào cái thời gian các bạn ở công ty đó cũng 6 tháng, cũng 1 năm, đúng không ạ? Vậy tại sao mình không làm đúng ngay từ đầu? Cái câu hỏi này tôi không trả lời được. Mà các bạn tự trả lời thôi. Ở những bạn nào còn trẻ thì nghe. Còn những anh chị làm chủ ở đây, doanh nhân thành đạt ở đây thì tôi xin phép. Không thể múa rìu của mắt thợ được. Vì tôi là doanh nhân bất đạt, không thành đạt. Được chưa? Đấy. Đấy, ví dụ bạn Đạt bạn nói câu là gì? Mindset của trẻ em bây giờ là gì? Là nhà giàu. Như là nó đẻ ra nhà nó giàu mẹ rồi, đúng không? Nhiều khi nó phải đi con mẹt nó lùi lại cho nó tới vạch đích. Đấy, về vạch xuất phát chứ quên. Đấy. Nó vất vả lắm, phải lùi mãi lại mới được như thế đấy. Đâu phải đơn giản đâu, nó khó. Nhưng không sao cả, mình là người tuyển dụng. Nếu như mà gì, mình sẽ áp dụng cái chiến thuật là gì? Dạy. Cái dạy đầu tiên đây mình dạy về tư duy, mình dạy về định hướng cho các em. Mình dạy không được ấy thì mình làm sao? Mình lại dỗ nó. Ờ, đấy mình dỗ nó. Mình dỗ xong rồi thì mình lại gì ạ? Mình lại phải dạy nó tiếp. Đó, vậy là dạy dỗ xong lại dạy. Mình dạy nó xong rồi mà mày vẫn không làm được thì bố mày dọa mày. Đúng không ạ? Và dạy, đúng không ạ? Xong lại gì? Dỗ xong lại dạy xong lại dọa mà vẫn không được thì mày phải diệt chứ còn gì nữa. Đúng không? Mình lựa chọn những người nó phù hợp chứ không lựa chọn những người không phù hợp. Thì tôi nghĩ nó là một cái quan điểm rất quan trọng mà các bạn nên lưu ý. Được chưa? Vậy đó là lý do các bạn phải làm đúng ngay từ đầu. Tôi có những cậu nhân viên ấy, cả những người anh em luôn. Được chưa? Khi mà họ hại tôi, khi họ mắc sai lầm ấy, ảnh hưởng đến cả bản thân tôi, công ty của tôi, danh tiếng của tôi. Thế nhưng mà tại sao họ không nghĩ đến cái việc là gì? Trước khi mày định làm việc đó thì mày không cố gắng mà làm đúng thật tốt với con người mày đi. Mà đến khi mày làm sai rồi mày mới đi xin lỗi người khác. Đúng không? Vì sao lại như vậy? Bởi vì cái sự ích kỷ, tham lam của bản thân nó trỗi dậy. Nó đánh mất đi cái bản thân mình và cuối cùng là đi hại người. Đi làm trái với lương tâm và đạo đức nghề nghiệp của mình. Nên như vậy là không được rồi. Do cái tư duy là tôi cứ làm đi, nhỡ có sai thì mình xin lỗi, mình sửa được mà. Thì đấy nó mới là cái giết người, cái hại người khác. Thì đó, tôi mới nói các bạn là gì? Hãy làm đúng ngay từ đầu. Nếu các bạn là một huấn luyện viên cá nhân, hãy học một cách nghiêm túc ngay từ đầu. Hãy lựa chọn công ty một cách nghiêm túc. Mà đã lựa chọn công ty đó thì tuyệt đối không thành siêu sao thì đừng có nghỉ việc. Nhá. Không thành siêu sao thì đừng có nghỉ việc. Còn nếu không ý, mà đã không thành siêu sao mà không làm được giao việc thì đừng nhận lương của công ty nhưng đừng nghỉ việc. Xin sếp em không nhận lương cho đến khi em làm thật tốt thì em nhận lương. Có mạnh dạn nói đến mức đấy không? Thử đến công ty mà đéo nhận lương mà xem mẹ mày lương một tháng đang 7-8 triệu bây giờ cắt mẹ 7-8 triệu đi ăn bằng răng. Đúng không? Ông nào mà tự tin đến bảo thép ơi, sếp ơi em thấy em sai rồi. Em thấy em kém quá em sếp cho em không nhận lương em làm việc ở công ty. Để đến khi mà em cảm thấy xứng đáng được thì sếp trả lương cho em. Úi dồi, mẹ cuộc đời hạnh phúc. Tôi nói các bạn, mẹ cuộc đời rơi nước mắt luôn. Mà tôi đến tới năm nay 31 tuổi vẫn còn trẻ quá mà tôi mới gặp được một lần. Nhưng mà gặp trong trường hợp là các em thấy công ty phá sản. Nhà hàng rồi, các em bếp trưởng, bếp phó đứng ra các anh em xin không nhận lương giúp công ty là tôi mừng lắm. Nhưng chứ không phải là các em nó không làm được việc, các em làm quá tốt luôn, quá tuyệt vời luôn. Đấy. Thế nhưng mà tôi lại chưa được gặp cái nhân viên nào mà nó thấy mẹ nó làm không tốt, đứng ra nó xin lỗi sếp ạ. Tự thấy bản thân mình làm không tốt, sếp cho em cơ hội, em không thèm nhận đường, em ở lại em làm đến khi mà sẽ phải công nhận, phải gọi là phải cầu xin được trả lương cho em thì em mới nhận. Đấy, tôi nói với các bạn cuộc đời quản trị mẹ sung sướng nhờ, rất sung sướng được cái việc như vậy. Thế nói vui vậy thôi. Thế nhưng mà nếu các bạn đi làm được việc đấy mà bạn kiên nhẫn ở lại thì có lẽ là bạn đi vượt qua được cái bản thân của mình, chiến thắng được cái bản thân mình thì tôi tin rằng các em ấy sẽ là những cái mũi tên rất là tốt để giúp cái doanh nghiệp đi xa hơn. Nghĩa là đôi khi chúng ta phải biết đứng dậy từ những cái sai lầm của mình. Nếu như bạn đã sai lầm rồi, bạn đã làm không tốt, bạn đã bị đuổi việc, bạn đã bỏ học, bạn đã bị thi trượt, đúng không ạ? Bạn nhảy việc. Thì đến lúc bạn phải nhìn lại bản thân mình một chút để mình xem liệu mình có ổn không, liệu có tốt không, và liệu lần tới mình có làm đúng ngay từ đầu không. Có lẽ là phải như vậy thì nó mới thực sự là giúp thay đổi cái mindset của con người. Đúng không ạ? Đấy là những cái tâm sự nhỏ nhỏ ở trong giai đoạn hơi buồn ngủ để tôi nói chuyện với các bạn. Cái yếu tố thứ hai nó là cái đạo đức. Cái đạo đức nghề nghiệp rất quan trọng. Nếu các bạn làm PT ấy, đừng có nghĩ mình thông minh hơn thằng sếp. Tôi nói với các bạn là tôi đâu đó 6 năm trong cái từng tiếp cận với personal trainer. Bất kể một cái thủ thuật nào các bạn tôi biết, ký lợn sâu tôi cũng biết, ăn bớt tiền của công ty tôi cũng biết, ký khống sâu khách hàng gấp đôi sâu, ăn bớt thời gian, tất tần tật tôi đều biết.
tìm cam góc chết để ngủ, để đứng, để chơi tôi cũng biết, đúng không? Sử dụng điện thoại chui tôi cũng biết, tóm lại cái gì tôi cũng biết. Nhưng tôi nói với các bạn này này, thằng sếp các bạn nó cũng biết đấy, nhưng mà nó không nói thôi. Nên đừng có nghĩ là thằng sếp nó ngu, vì cơ bản lúc đấy nó không muốn nói. Có thể là trong đầu nó đang bận một cái việc gì đấy lớn hơn, nó phải giải quyết ưu tiên. Có thể rằng là nó muốn để cho các bạn tự cải tà quy chính, xem là mày có thay đổi được cái tư duy của mày không. Có thể là đôi khi nó làm một trò chơi để xem thằng này định làm gì. Đôi khi nó chỉ vậy thôi, tao biết rồi đấy, nhưng mà tao xem này định làm gì. Đúng không ạ? Thế nhưng mà gì? Các bạn lại nghĩ rằng mình ăn lận được của công ty, ăn lận được sale dạy, ăn lận được tiền, đấy là oai, đấy là hoành tráng. Nhưng nghĩ mà xem, ngày hôm nay các bạn thất bại mà các bạn bỏ dở, thì ngày mai các bạn thất bại, các bạn cũng bỏ dở. Giống như cái câu chuyện tôi nói là học bằng lái xe đấy thôi. Các bạn thi trượt bằng lái xe, các bạn sợ cực kỳ luôn. Giống như tôi đi xe côn, tôi không có đi được ấy. Tôi sợ lắm, sợ cực kỳ luôn. Thế nhưng mà tôi sẽ nói là tôi sẽ học bằng được xe côn, tại vì tôi phải mua con Harley Davidson, mua để ngắm ấy. Không có thời gian đi, thì tôi thích là tôi phải mua bằng được. Đấy, thế nhưng câu chuyện là khi mà tôi chiến thắng đó thì tôi sẽ không sợ cái việc đó nữa. Lúc tôi thi bằng lái xe ô tô tôi cũng bị trượt. Tôi nói thật các bạn, trượt vì đi ẩu. Mà đến lúc lần sau thì sợ lắm. Đấy, nhưng đến lúc thi qua xong, ôi dễ lắm, đơn giản. Anh dạy chú cách thi qua ngay. Tại vì cái gì mình làm được rồi thì mình không có sợ nữa, mà mình thấy nó dễ. Còn cái gì mình không có làm được thì nó dễ. Vậy thì những cái tư duy của những cái con người ấy, mà đến công ty khó khăn, bỏ nghỉ việc, chạy trốn chỗ khác, thì ngày mai nó đến một cái công ty mới ấy, mà hơi khó một tí nó dụng ngay. Tôi lại nhắc lại câu chuyện một cái nhân viên tôi theo dõi rất kỹ cậu đấy, tại vì thực ra tôi cũng thích cậu đấy. Nó nhảy đến 4 năm công ty, từ lúc nó nhảy công ty tôi, và toàn những cái lúc khó khăn nó nhảy, bởi vì cái bộ não của nó ấy, nó không có lập trình để trải qua những cái sự cố như vậy. Đúng không ạ? Nó không biết phải làm gì trong những lúc cuộc đời nó khó khăn như vậy, nó không biết, nó bất lực. Và những cái người đấy nó không có đủ bản lĩnh để phát triển đâu. Khó làm sếp lắm, tôi nói các bạn, cực khó làm sếp, khó làm lãnh đạo lắm. Bởi vì sao? Vì không có khả năng chịu trách nhiệm. Mẹ nó lỗi phát là tìm ngay đổ lỗi cho thằng khác, có khi chuồn ngay, thế thì chết. Có rất nhiều anh quản lý vác cái chức danh là manager, finance manager, club manager rất kinh khủng. Nhưng khi mà tôi xem cái profile ấy, làm việc trong các công ty đâu đó toàn dưới 1 năm. Tất cả những thằng làm FM mà dưới 1 năm tôi thấy đánh giá cực thấp, tôi xin lỗi các bạn. Bạn nào đang làm FM ở trong giai đoạn này mà tự hào thì tôi vả thẳng vào mặt luôn. Cực kỳ thấp, vì sao? Vì tất cả những cái gì ở cái công ty đó bạn mới học được nó chỉ là pre-sale thôi. Mặc dù pre-sale có 6 tháng. Nhưng tôi gọi là pre-sale cho nó vui, bởi vì sao? Vì mới mở ra khách nó đồng và các bạn phải làm cái mẹ gì đâu, anh em tự bán hàng được. Nhưng năm sau hết mẹ khách rồi, eo có khách nữa, đúng không? Dịch vụ nó không còn ngon như đầu nữa, mà lúc đấy khách còn lên đếch biết giải quyết, sợ quá chuồn. Lúc đấy hát bài chuồn chuồn ớt. Đúng rồi, hello Trường Tèn. Té luôn, lúc đấy mình té mẹ, mình sợ quá, mình chạy. Mình chạy rồi, đến lúc mình lại nhảy sang công ty mới. Vâng em làm em công ty này này, doanh số của em mẹ 6 tháng hít ra gà 6 anh ạ. Nên anh để em làm, điều lương em ok. Thì chủ đầu tư có biết gì đâu. Chủ đầu tư toàn là những người giàu có trong cái mảng khác thôi, vượt tiền ra. Thì thằng này nó chém kinh thế, profile nó kinh thế, nhảy vào thuê ngay. Thuê phát đúng 6 tháng sau nó lại nộp đơn xin nghỉ việc. Thế là 8 tháng sau nó nhảy ngay sang một bên mới. Đấy các bạn thấy không, mẹ cuộc đời. Do vậy nếu một ông FM mà ông làm một cái công ty, hoặc một ông nào đó làm quản lý phải tầm 4 năm, 3 năm một công ty, tối thiểu phải 2 năm rưỡi một công ty, thì tôi nghĩ là ông đấy ok. Hoặc là ông đấy thành lập doanh nghiệp có mấy năm vận hành thì tôi nghĩ là ông đấy ok. Chứ còn 1 năm ở công ty này lại nhảy 1 năm ở công ty khác ấy, thì người ta không có nhìn thấy một cái chu trình của một cái doanh nghiệp, một cái vòng đời một cái doanh nghiệp, lúc mở ra 1 năm nó như nào, sau 1 năm nó làm sao, và cứ thế. Không có biết. Như vậy thì khó lắm. Khó. Đấy là tôi nói với các bạn là như vậy, cực kỳ khó. Thì tôi cũng chia sẻ với các bạn cách rất chân thành là nhiều khi mình phải vượt qua được cái khó khăn. Thì lúc đó những cái khó khăn sắp tới mình đón nhận mình dễ. Tôi nói thật với bạn, 2019, cuối 2019, đầu 2020, tôi khủng hoảng trầm trọng luôn. Tôi nói thật, một loạt dự án kinh doanh tôi sập sạch luôn, chứ bao giờ thất bại thê thảm đến mức độ như vậy. Rồi tôi nghĩ một điều là này, mẹ mấy cái thằng nó giàu, nó tính cả 100 tỷ thì chắc đầu nó cũng kinh lắm đấy. Nó cũng bị vả, căng lắm đấy. Thì thôi, có khi là mình thử chịu vả phát xem nó đau thế nào. Thế cuối cùng mình vả đau phát, mình hết đau, mình lại đứng dậy, mình sống tiếp. Lỡ mà trong tương lai nó lại vả những cú gần như thế thì có khi mình không sợ nữa. Vì mình có kinh nghiệm chịu ăn vả, nó quen mẹ rồi. Đúng không? Còn nó vả lớn hơn thì có lẽ mình lại nhớ lại câu chuyện ngày xưa. Đấy, ngày xưa mình bị vả như vậy, mình cũng nghĩ là nó kinh lắm. Mà mình vẫn sống đấy thôi, mình vẫn khỏe đấy thôi. Đấy. Nên các bạn đừng có nghĩ rằng là thất bại là xấu nhé. Thất bại hay lắm, thất bại tốt cực kỳ. Thất bại nó dạy cho mình biết cách để lần sau thất bại mà mình đỡ buồn, đỡ đau. Đấy. Thì đấy là cái mà tôi chia sẻ với các bạn. Đó là gì? Một trong các cái yếu tố với một huấn luyện viên cá nhân là phải chịu được thất bại, vượt qua nó. Cái yếu tố thứ ba là gì? Nó phải trung thành.
Nói gì thì nói, mẹ, cuộc đời sinh ra con người ấy, thằng nào cũng làm sếp thì thấy đâu cho thằng làm nhân viên, đúng không? Có những thằng nó sinh ra nó chỉ làm mẹ phụ tá thôi, tôi gọi là phụ tá thôi, trợ lý thôi, thì nó làm tốt lắm, mẹ nó mở doanh nghiệp gãy ngay. Tôi nói ví dụ như đây là tôi đang học viện của tôi có một cô bé rất đáng yêu, con bé cực kỳ đáng yêu, con bé bỏ job đâu đó lương 30 triệu, làm không công 6 tháng, mãi sau mẹ xin mãi mới được lương 7 triệu đấy, con bé rất dã man, nó nhưng mà nó vẫn làm việc hàng ngày, cày 2 giờ đêm, mà tôi gọi nó là thằng, mẹ trông nó cũng như thằng, tại vì nó có làm việc kinh hơn cả mấy thằng mà tôi biết. Thế thì nó bảo là em có thể mở được doanh nghiệp, nhưng em nghĩ làm mở để làm gì, mệt vất vả mà chưa chắc em đã thành công. Thế thì tại sao em lại phải mở doanh nghiệp để làm cái gì, trong khi em có thể đi theo các anh, các thầy, vì các anh đang làm doanh nghiệp rất tốt và em có thể back up, em làm được sau lưng. Đấy, mindset nó phải như vậy. Nghĩa là gì? Là đôi khi là mệnh con người rồi. Có thằng nó sinh ra để nó máu chiến, nó thích mẹ tham vọng, làm bá chủ thì nó phải làm chủ, đúng không? Nhưng có những ông chỉ làm quân sư thôi, em đứng ở trong làm quân sư cho anh thôi, mà tiền nó có ít đâu. Tôi nói các bạn là từ ngày xưa tôi viết cái bài là nhất định phải làm sếp ấy. Sếp đây cũng nghĩa là làm chủ, đúng không ạ? Bạn đấy là sếp nhưng mà bạn ấy chỉ dưới tôi thôi, dưới đấy, hoặc là dưới một ông sếp nào đó thôi. Thế nhưng bạn ấy trên vạn người rồi, và tương lai đồ tiền đồ nó cũng tốt đẹp, nó cũng ok mà, đúng không? Bạn cổ đông vào trong công ty cũng được mà, đâu nhất thiết phải làm chủ đâu. Xong bạn làm nhân viên trong công ty được mà, backup cho sếp, trợ lý cho sếp đều được mà. Cơ bản là thu nhập họ bạn ấy rất cao, thậm chí hiệu quả kinh doanh tốt thì đương nhiên nó cao, đúng không ạ? Thì đấy nó cũng là một cái mà tôi thấy nó hay, nghĩa là nó phải có sự trung thành, chứ không phải thằng nào cũng tham vọng. Vì bạn ấy rất là trung thành với cái công ty đó, đến nó làm đến nơi đến chốn. Mẹ cái loại đến công ty học được dăm ba bữa nửa tháng xong nhảy ngay sang công ty khác, mà cái loại đấy mới là cái loại ngu nhé, tôi nói với các bạn này. Tại sao tôi nói nó ngu này? Nó đến cái công ty của mình, tôi lấy ví dụ đến công ty của tôi học đi, nghĩa là nó phải biết là cái công ty này tốt rồi, ngon rồi, xịn rồi, vào đấy mà học đi, đúng không? Thì nó thấy ngon rồi, ở thì rất cái điều rất mẹ dở hơi là gì? Là thấy công ty này ngon nhảy vào học nhưng lại nhảy sang công ty khác để làm, mà công ty đấy chắc đéo gì ngon. Đấy, có khi nó to hơn tí thôi, to đấy là nó nhiều máy, nó rộng hơn thôi, còn chưa chắc là cái đầu nó to đâu. Có khi mở ra 3 năm sau chết mẹ tỏi, đúng không? Nó đâu có biết đâu, ở đấy cái bọn nhân viên mà nó cứ nhảy vào học, nó bay sang bên khác nó làm thì thường nó gãy, và cuối cùng lần sau nó lại nhảy công ty này, lại bay sang công ty khác, cuối cùng ngoài cái việc chân dài ra do nhảy lắm chứ còn làm gì có cái gì đâu, đầu rộng toách. Vì sao? Vì công ty ông Trường á, nếu ông đang là nhân viên thì ông chỉ học được kiến thức của làm nhân viên thôi, làm sao ông được đào tạo kiến thức quản lý, đúng không? Vậy ông muốn học với ông Trường là ông phải học từ nhân viên đến quản lý đi, thậm chí ông đến quản lý ông Trường cho đầu tư luôn, dạy cách đầu tư luôn. Đấy có khi là học được cách cả cách đầu tư, mẹ đến lúc đấy làm tốt rồi, đầu tư thành công rồi thì hãng nghỉ, đúng không? Thì lúc đấy mình đi nghỉ việc, mình ra mình đầu tư riêng, nó mới thành công cao chứ. Ở đấy nhưng mà ông Trường cũng khôn lắm, làm với ông Trường rồi có khi cũng chẳng muốn nhảy ra nữa, cứ ở đấy mà làm. Tội gì vì ông Trường gây dựng cho hết rồi, nhảy làm gì cho nó mệt đau đầu. Tôi không giống như mấy ông sếp ở ngoài kia đâu, mẹ công ty phải của tao, hiểu không? Phòng tập phải của tao, thương hiệu phải của tao, đau đầu lắm. Vì ngày xưa tôi mắc cái lỗi đó rồi, tôi biết sai lầm lắm. Vì của mình làm gì quan trọng là hiệu quả, quan trọng là nó phải ra tiền, đúng không? Đấy thì đấy là ví dụ. Do vậy phải có cái tính trung thành, nhân viên phải có gì trung thực, không được gian lận, đúng không ạ? Phải có sự kiên nhẫn vượt qua cái khó khăn, và cái thứ ba nó phải trung thành, tại vì nó trung thành thì nó mới khá được, nó không trung thành thì nó không có đi đến đâu được. Mẹ cuộc đời cũng như là bãi gì đấy trôi nổi trên sông thôi, hên thì gặp con chó nó liếm phát hết, còn nếu không thì đổ hết ra sông ra biển vứt đi, mẹ cuộc đời rất lãng phí. Đấy, tôi thừa nhận với các bạn tôi rất trung thành. Khi tôi làm cái công ty cũ của tôi, công ty duy nhất về PT, tôi làm 2 năm rưỡi, tôi làm xong rồi tôi không làm cho công ty nào nữa, tôi ra tôi start up luôn. Thực ra mà sếp tôi thời đấy mới bảo cho tôi đầu tư cùng là tôi cũng bán thận để tôi đầu tư đấy, nhưng mỗi tội là không được thôi, cơ chế công ty tôi không có thôi, chứ còn sếp tôi bảo tôi vứt 500 tỷ hồi đấy vào là tôi bán thận đấy, có khi 2 quả thận là cũng được tỷ đấy, là tôi đầu tư ngay. Nhưng mà khổ quá là không có được cái may mắn như vậy, nên không sao, dòng đời nó xô hướng này thì nó đẩy sang hướng khác. Đấy thì đấy tôi nói với các bạn là nếu các bạn là một nhân viên mới vào nghề thì cái đạo đức nghề nghiệp rất quan trọng, tuyệt đối nha, tuyệt đối phải giữ vững cái chữ tín của mình. Nói gì làm gì nó phải chuẩn, đừng có mà gian lận, đừng có mà gian lận. Vì mẹ tôi nói các bạn này, các bạn đi ra ngoài móc túi thèm và lỡ 10.000 móc của thằng bên cạnh, trêu nó tí thôi, thế đến lúc không may trêu cái thằng bên cạnh mất mẹ 10.000, đúng không? Nó đéo nói gì cả, nó không biết cái gì cả, thế là mình đút mẹ túi mang về. Thực ra mình chẳng cố ý đâu, nhưng mà lỡ cầm mẹ 10.000 đút túi thôi, tại vì nó không nói gì nên mình cũng chẳng nói gì cả, đúng không? Không may mẹ cái con đằng sau xấu tính, mẹ nó nhìn thấy nó quay mẹ cờ nhíp lại. Nó bảo thằng kia này, mẹ thằng thầy ăn trộm của mày 10.000 đấy, tôi không dám nói thằng khác, tôi bảo thằng trường ăn trộm mẹ 10.000 của mày đấy. Ui rồi ôi, hôm sau nó tế làng đăng Facebook mẹ thằng này là thằng ăn trộm,
Tôi nói các bạn này, 10.000 thì cũng là ăn trộm, mà 10 tỷ thì các bạn cũng là ăn trộm. Nên một khi mà các bạn mắc cái vấn đề về gian lận ấy, thì các bạn cả đời là người gian lận thôi. Cái vết nhơ nó khó xóa lắm. Và nó sẽ ăn sâu vào trong cái tiềm thức của những cái người xung quanh của bạn ấy. Vạn một lần bất tín thì vạn lần bất tin. Thế nên là tuyệt đối sống nó phải có chữ tín. Nói cái gì nó phải chuẩn, làm cái gì nó phải chuẩn. Chứ đừng có mà tham một tí rồi cuối cùng là đánh đổi cả bản thân của mình. Thì tôi thấy thực sự rất là lãng phí. Đó, thế thì tôi vừa mới nói với các bạn về về cái đạo đức. Thực ra cái đạo đức này thì tôi nghĩ rằng ở nghề nào thì nó cũng đúng thôi, chứ không nhất định nó phải là nghề huấn luyện viên cá nhân. Thì vừa rồi tôi có một cái chuyến gọi là công tác ở trong Sài Gòn. Thì các bạn biết là định kỳ khoảng độ 2 tháng, đâu đó 1-2 tháng tôi cũng có một chuyến công tác tại Sài Gòn. Đây là định kỳ nhé. Thì tôi cũng gặp gỡ rất nhiều các anh chị là chủ doanh nghiệp trong cái mảng fitness hoặc là các bạn huấn luyện viên cá nhân. Thì vừa rồi tôi cũng làm một cái buổi gọi là talk show, thì nó hơi kinh nhưng mà thực chất là nó gọi là buổi cà phê giao lưu với các bạn ở trong đó. Và tôi thấy rất hay vì có rất nhiều những cái thông tin mà các bạn ấy tưởng, nên tôi đã giải quyết được nó. Rồi tôi lại chuyển vào Đà Nẵng. Tôi lại tổ chức một cái buổi tương tự như vậy, cũng đâu đó khoảng độ 40 bạn trẻ cũng tham gia. Thế cuối cùng là tôi lại về Hà Nội. Tôi về Hà Nội để tôi lo công việc ngoài Hà Nội. Thì có lẽ ở sắp tới, nếu các bạn thực sự thích một buổi talk show, một cái buổi nói chuyện đúng không ạ, trên tất cả những kiến thức về kinh nghiệm của tôi, về định hướng cho các bạn trẻ, về phát triển bản thân, về vận hành doanh nghiệp, xây dựng đội nhóm, động viên nhân sự đúng không ạ, xác lập mục tiêu doanh nghiệp, phát triển hệ thống kinh doanh trong mảng fitness, thì tôi có thể tổ chức một cái buổi trên Facebook để tất cả bạn đều có thể đến nghe, đến dự. Nhưng mà tôi có một yêu cầu là như thế này nhé. Tôi để lại cái thông điệp này trên live stream để ngày mai các bạn share cho những người khác, nếu họ thực sự quan tâm đến cái buổi talk show này, ở một cái buổi chia sẻ này, thì bạn họ có thể đến. Thì có thể có tôi, anh Vũ Hải và Phạm Vượng, hoặc có thể là có cả thầy Đại Phong hoặc là Duy Phương có thể cùng tham gia để cà phê để chia sẻ với các bạn. Nếu thực sự các bạn quan tâm đến một cái buổi như vậy, thì việc đầu tiên bạn phải biết là đến cái buổi này bạn muốn được giải quyết vấn đề gì. Và khi muốn thì hãy ghi nó dưới dạng checklist các câu hỏi và hãy gửi câu hỏi nó cho tôi, hoặc là đặt câu hỏi khi mà tôi có cái thông tin về lịch offline. Hoặc nếu không phải dùng tay, em thưa thầy em muốn hỏi cái thông tin như này. Cái thứ hai là gì? Là phải biết rõ cái ông nói là ông nào, ông ấy giải quyết vấn đề gì của mình. Là chăm chú nghe một cách nghiêm túc nhé. Đừng đến một cái buổi talk show, một cái buổi offline mang tính chất giao lưu, mang tính chất là hình thức. Mẹ tao đến xem cái thằng này nó định nói cái gì. Ngồi im, mẹ trông rất oai, mắt lệch, chốc chốc bấm bấm với cái điện thoại. Chán lắm, thanh niên Việt Nam chán lắm. Ý thức như gì, mẹ tôi nói các bạn, cực tệ luôn nhé. Đừng, hãy ở nhà ngoan ngoãn, đắp chăn cho nó ấm. Nếu không thì rủ gấu đi sưởi ấm nhé. Chứ đừng đến phá rối người nào bằng không khí như vậy. Được chưa? Thì đấy là cái chân thành tôi khuyên các bạn. Các bạn muốn được giải quyết vấn đề của mình, muốn giao lưu học hỏi thì chúng ta đến, mà phải biết là mình muốn học cái gì và giao lưu cái gì. Đó, thì tôi sẽ sớm thôi. Đâu đó có cái cuối tuần hoặc là đầu tuần sau tôi sẽ làm một cái buổi talk show cho các bạn. Một cái buổi giao lưu chia sẻ, gắn kết tất cả các bạn ở Hà Nội lại. Chúng ta sẽ thuê một cái nơi nào đó, một cái quán cà phê nào đó. Mình sẽ thuê hết cả cái tầng đó. Các bạn đến, các bạn tự gọi cà phê, ủng hộ chủ quán, check in cho chủ quán ở đó, đúng không? Tôi sẽ chuẩn bị bảng bút viết để có thể giao lưu trực tiếp với các bạn, mic miệng các thứ với các bạn. Thì hy vọng là chúng ta sẽ có những cái buổi như vậy để giúp giải đáp thông tin cho các bạn được tốt hơn. Rồi, bạn nào muốn nghe lại cái livestream này, bạn nào muốn follow thêm các cái livestream trước đây của tôi, các bạn hãy nhìn đường link ở phía dưới. Tôi có paste một cái đường link trên kênh YouTube của mình. Đó, tôi có paste lại một tí. Các bạn hãy subscribe kênh YouTube và nó sẽ có một cái hạng mục là các cái livestream. Và tất cả những cái kênh livestream của tôi ấy, thì tôi sẽ đều up hết lên cái trang đó, thì các bạn có thể tiện nghe lại. Có những cái bài giảng của tôi trong tương lai về đào tạo kỹ năng cho quản lý hoặc là personal trainer ấy, hoặc các buổi talk show, thì tôi cũng sẽ đưa toàn bộ nó lên đây để các bạn tiện theo dõi hơn. Biết đâu đó nó có thể giúp ích cho các bạn trong cái việc củng cố kiến thức để giúp các bạn làm tốt công việc của mình hơn. Rồi, thế thì tôi cũng đã xong cái phần buổi tối sương sương ngày hôm nay, đâu đó mất khoảng độ tầm tiếng rưỡi nhỉ, gần tiếng rưỡi, tiếng 10 phút. Thế thì các bạn có những câu hỏi gì mà chúng ta muốn giao lưu tương tác với nhau thì chúng ta có khoảng độ 20 phút để chúng ta tương tác với nhau nhé. Thì các bạn hãy đặt câu hỏi phía dưới. Tìm bay phấp với xe xiếc like liếc gì đấy thì mạnh mẽ lên nhé. Được chưa? Lady Fit nên cái cốc nó cũng phải màu hường. Rồi, hình như có mấy người chào mình rồi. Hello, em chào chị. Rồi, cảm ơn Thanh Nguyên. Rồi, nào, chúng ta dành một ít phút để chúng ta giao lưu nhé. Giải đáp thắc mắc của các bạn trẻ. Nếu mà không có cái thông tin gì thì chúng ta nếu còn có thì chúng ta sẽ thử thức với nhau một tí xíu xem sao.
Xem nào, có ai có câu hỏi gì không? Hãy ấn subscribe kênh YouTube của Đình Trường nha. Xem có ai subscribe không? Rồi, có vẻ là chúng ta không có câu hỏi nào cả của mọi người, hoặc là mọi người đang dành một ít phút để suy nghĩ, thì tôi sẽ đợi một tí xíu đi. Nếu mà không có thì chúng ta sẽ off sớm, nghỉ ngơi sớm nhỉ. Nhà báo việc rồi. Có, Nguyệt nhé, anh sẽ cho lên kênh YouTube nhé. Rồi, vậy thì nhân tiện tại đây, tôi cũng cố gắng, hy vọng các bạn giúp đỡ tôi một việc, đó là tôi đang tuyển khoảng độ 50 bạn huấn luyện viên cá nhân, trong đó 20 bạn huấn luyện viên cá nhân cho cơ sở mới ở Hải Phòng, và tôi rất ưu tiên các bạn là nữ không có kinh nghiệm, và 20 bạn huấn luyện viên cá nhân làm việc tại khu vực Đà Nẵng, và tôi cũng không cần các bạn có kinh nghiệm. Ngoài ra tôi cần thêm 10 bạn huấn luyện viên cá nhân làm việc tại khu vực Đông Anh của hệ thống Lady Fit. Nếu như các bạn muốn thì có thể giúp tôi share cái live stream này. Đâu đó có một bạn nào bạn ấy quan tâm thì bạn sẽ inbox trực tiếp cho tôi, thì tôi sẽ có thể tổ chức phỏng vấn các bạn ấy. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ngoài sử dụng hình phạt xử lý nhân sự thì theo thầy có cách nào xử lý tốt hơn không thầy? Ok, chúng ta lại phải nói lại câu chuyện là đầu tiên là phải dạy, đúng không? Sau đó là dỗ, sau đó là dạy, sau đó dọa, sau đó là diệt. Thế thì cái xử phạt ấy thì nó sẽ nằm trong hai vấn đề. Thứ nhất nó là nội quy và quy định của công ty. Nếu mà nhân sự nó vi phạm vào nội quy và quy định của công ty thì nhất định là phải phạt. Cái câu chuyện là giống như cây gậy và củ cà rốt ấy. Nghĩa là nếu mà con lừa mày không đi thì ông cầm cây gậy ông phang mày phát vào mông thì kiểu gì mày cũng đi thôi, đúng không? Đấy, con củ cà rốt là treo ấy, nó ở phía trước, nó cứ đuổi theo củ cà rốt để nó ăn thôi. Thì thực ra ấy, anh thích cái việc dạy đầu tiên, dạy dọa, sau đó xong lại dạy dỗ, dạy dọa diệt. Thì cái dạy đầu tiên nó chính là đào tạo về mindset, về định hướng cho các bạn ý. Khi mà nhân viên của mình nó sai ấy, thì nó làm không tốt ấy, thì mình phải chỉ ra vấn đề của nó đã, sau đó mình định hướng, mình mindset lại cho nó. Thì thực ra đấy mới là cách mà tôi không biết quan điểm người khác như nào, nhưng với tôi ấy, là tôi treo một củ cà rốt tốt hơn. Mà cái củ cà rốt này là do họ tự treo ra trước mặt họ để họ phấn đấu ấy. Khi mình làm được việc đấy thì nhân sự sẽ làm việc tốt hơn, thay vì cái việc mình cứ dọa, mình phạt, mình viết cái này ấy, thì đôi khi nó đóng phạt cho nó có thôi, nó cũng chẳng quan tâm đâu. Bởi vì nó đâu có biết mục đích nó đến công ty làm gì, mục đích sống thì làm gì đâu, nên nó gần như nó không có giá trị. Nhưng một trong vài trường hợp ấy, thì dạy xong rồi lại gì, lại dỗ xong rồi dạy mà vẫn không được, mà dọa nó vẫn không sợ thì phải chảm, đúng không? Cẩu đầu chảm hay là hổ đầu chảm hay là long đầu chảm thì tùy theo mức độ vi phạm nó đến đâu. Tôi nói các bạn một vài trường hợp này, công thần của công ty giỏi đến mấy đi chăng nữa mà có một cái hành vi gian lận hoặc sai gì thì nhất định là phải chảm, mà phải chảm thẳng tay luôn, đúng không ạ? Bởi mình chảm để làm sao? Để mình còn răn đe những người khác, chứ không phải mình chảm một người. Vì một khi mà đã có một lần một thì sẽ có lần thứ hai, và một cộng n lần. Nên do vậy là nhất định là phải có hình phạt, nó là như vậy. Tại vì nó gọi là pháp chế. Quốc gia mà không có luật pháp thì nó thành cái quốc gia gì? Nó thành loạn, nó thành ăn cướp, chứ nó thành cái gì nữa, đúng không? Doanh nghiệp mà không có nội quy quy định để làm căn cứ để xử lý thì nó thành cái gì? Nó thành cái chợ, nó ăn cắp của mình chứ còn gì nữa. Thì đương nhiên một điều là gì? Mình phải có hệ thống pháp trị, và xử phạt thì mình sẽ áp dụng pháp trị. Còn ngược lại là gì? Thu phục nhân tâm thì mình sẽ dùng định hướng, mình thay đổi mindset của người ta để tạo cho người ta một cái củ cà rốt ở phía trước, mà cứ thế nó lao đi, người ta sẽ làm việc chiến đấu vì bản thân họ chứ không phải vì mình nhá. Tấn Lâm nhá, thì đấy là câu trả lời dành cho em. Đấy, nó cũng hơi khó đấy, dùng được hay không thì cũng làm cả một quá trình. Rồi, giải quyết xong câu hỏi của Tấn Lâm. Vậy chúng ta còn câu hỏi nào khác của bạn khác không ạ? Các bạn hãy tiếp tục đặt câu hỏi. Nếu không có thì để chúng tôi cần biết. Nào, chúng ta lại đợi một ít phút cho mọi người text câu nhé. Nếu không thì chúng ta sẽ offline và đi ngủ. Nhà mệt lắm rồi. Bạn nào muốn có một cái buổi offline ở ngoài Hà Nội nhé, thì các bạn hãy comment ở phía dưới giúp tôi nhé, để tôi biết là có khoảng bao nhiêu người quan tâm thì để tôi tổ chức. Chắc là mai tôi sẽ làm một cái lịch offline ở ngoài Hà Nội xem là có bao nhiêu anh em quan tâm hay không. Rồi, ok. Vậy thì đến nay tôi cũng không nhận thêm được các câu hỏi nào khác. Chắc các bạn nghe xong say đòn và buồn ngủ rồi.
Thì có lẽ chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong ít nhất một tháng nữa thì chúng tôi sẽ có những cái livestream tiếp, hoặc là cái buổi offline tôi sẽ tiếp tục livestream cho các bạn. Ok. Nguyễn Sơn, em đang làm học ở K35 thì hãy đợi khi mà học xong cái phần của anh thì anh sẽ định hướng cho em sau nha. Chưa có nhiều kiến thức kinh nghiệm, theo thầy có nên tìm phòng xin vào làm để lấy kinh nghiệm không? Xin vào làm. Thế thì nghe lại livestream nhé. Đừng có đến một cái công ty chỉ để lấy kinh nghiệm. Hãy làm đúng ngay từ đầu. Hãy làm tốt ngay từ đầu, còn không thì nghỉ mẹ nó đi nhé. Đừng có đến đấy học việc xong lại đi làm một cái công ty khác lấy kinh nghiệm vớ va vẩn. Làm thì cho nó đàng hoàng tử tế, không thì lượn. Được chưa? Chắc chắn là phải đi làm, nhưng mà làm thì phải cho nó tử tế. Đấy. Làm sao để truyền tải tốt thông tin đến khách hàng mà khách hàng dễ tiếp nhận? Truyền tải thông tin thì nó sẽ liên quan đến kỹ năng giao tiếp. Kỹ năng giao tiếp thì nó sẽ liên quan đến kỹ năng hỏi, đặt câu hỏi, kỹ năng trình bày, kỹ năng nói á. Vậy kỹ năng trình bày của mỗi người nó sẽ liên quan đến cái chất giọng, cái âm điệu. Hai thằng cùng nói một câu nói giống hệt nhau, nhưng cái thằng có chất giọng tốt, âm điệu tốt, nó sẽ làm cho khách hàng dễ hình dung hơn. Thậm chí là cái tốc độ của câu nói mà nó tốt, nó cũng giúp khách hàng người ta gọi là hiểu rõ được hơn ý nghĩa của nó. Thứ hai, nó liên quan đến kiến thức, nó liên quan đến từ vựng. Nếu một thằng không đọc sách, không giao tiếp, không nói chuyện nhiều với ai thì có khi nói được 30 giây là nó hết mẹ chữ rồi. Vậy thì có mà nói kiểu gì thì khách hàng vẫn không hiểu. Nhưng một lại thằng đọc sách nhiều, nói nhiều, giao tiếp nhiều, ngoại giao nhiều thì cái vốn tư vựng của người ta cực kỳ tốt. Tại sao ông Trường ông nói tốt như vậy và hầu hết ông ấy không bị lặp từ, không bị kể lại những câu chuyện nó trùng lặp trong suốt bao nhiêu buổi nói chuyện? Là bởi vì ông ấy nghe nhiều, đọc nhiều, nói chuyện và giao tiếp nhiều nên khối lượng tư vựng của ông Trường rất lớn. Ông ấy có thể xuất khẩu thành thơ nói ra ngay lập tức, chỉ trong vòng chưa đến 3 giây câu hỏi sẽ có câu trả lời. Còn nếu ông ấy nghĩ lâu hơn là ông ấy đang nghĩ cách làm sao để trả lời cho nó dễ hiểu thôi, với cái đối tượng khách hàng người nghe như vậy, chứ không phải ông ấy không có câu trả lời đâu. Vì đơn giản từ vựng và kiến thức ông ấy rất là nhiều. Nên muốn cho khách hàng nói cho khách hàng dễ nghe hiểu được thì phải luyện về kỹ năng giao tiếp. Trong đó hãy đọc nhiều sách, nghe nhiều, gọi là cập nhật kiến thức chuyên môn để có được thật nhiều thông tin. Từ vựng tốt cái đã, sau đó rèn luyện kỹ năng lắng nghe, đặt câu hỏi thật tốt, thuyết trình thật tốt thì khác khách hàng sẽ hiểu. Tôi lấy ví dụ, các bạn thuyết trình cho khách hàng mà các bạn cứ toàn nói cách gì mà receptor alpha với receptor beta với catecholamin với insulin với cái ABCD cái gì đấy, thì bố khách hàng người ta cũng chẳng hiểu được mày đang nói cái mẹ gì, đúng không ạ? Người ta không hiểu đâu, đúng không? Ví dụ tôi nói các bạn nói về bệnh tiểu đường mà các bạn cứ nói glucose, insulin xong một đống thứ phức tạp xung quanh đó. Có lẽ glucose và insulin thì người ta hiểu, nhưng mà đống thứ xung quanh thì người ta không hiểu được. Thì lúc đấy chỉ bằng là gì, sử dụng cái gì nó thân thiện, nó gần gũi, nói thì người ta dễ hình dung hơn. Ví dụ như vậy. Đấy, đừng có đem những cái từ chuyên môn phức tạp quá để nói với khách hàng thì nó rất là khó. Rồi, Trường PT, em định hỏi cái chi rửa. Hỏi gì thì hỏi nhanh lên em nhé. Nào, mạnh mẽ lên. Ok, sai cool nhá. Cái này khó lắm, nghe thì dễ thôi, hay thôi, nhưng mà làm thì cực kỳ khó. Làm mà dễ được thì giờ thằng nào nó cũng giỏi về giao tiếp rồi, được chưa? Thế thì mấy ông mở mấy cái khóa huấn luyện về giao tiếp thì ông mới chết đói ư? Nhá, không sao, mọi thứ đều có thể học được, quan trọng là bạn trả bao nhiêu tiền và bạn kiên nhẫn bao lâu. Rồi ok, vậy là có vẻ là lượng câu hỏi đã bắt đầu ít rồi. Nếu bạn nào mà muốn hỏi thì hãy đặt câu hỏi vào lần sau. Bây giờ thì cũng muộn rồi, Trường sẽ kết thúc livestream đây, sau đó sẽ tải cái livestream này lên kênh YouTube. Hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau một buổi offline ở Hà Nội và tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn trong một cái livestream tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon vì tôi buồn ngủ lắm rồi. Goodbye. Goodbye mọi người nhá. Mẹ. Từ nãy giờ mà ông không gõ cái câu mà giờ tôi lại phải trả lời cho ông. Em chưa có mục tiêu cho cuộc sống và công việc. Giờ em nên làm gì ạ? Em chưa có mục tiêu trong cuộc sống và công việc, giờ em nên làm gì ạ? Nếu như mà em còn đang sống dựa vào bố mẹ em, thì việc đầu tiên là đừng xin tiền bố mẹ em. Hãy rời xa vòng tay của bố mẹ em để cuộc đời em nó là bão tố. Được chưa?
Nếu như vẫn chưa đủ thì hãy yêu một cô nhà giàu và thật sang chảnh, thậm chí là đào mỏ càng tốt. Vì mỗi một hôm em mới đòi một cây son mới, mỗi cây son có giá 2 củ. Lúc đó thì lao đầu vào kiếm tiền mà nuôi em. Nếu như thế vẫn chưa đủ cho em có động lực trong cuộc sống, thì vét tất cả số tiền trong túi của em ra, thích con điện thoại nào mới nhất, xịn nhất, mua mẹ nó luôn đi nhé. Mua luôn đi, hết mẹ nó tiền rồi thì lúc đấy cày vào mà có mục tiêu trong cuộc sống. Và nếu thế thì vẫn chưa đủ thì mua hẳn một con mô tô khối phân lớn, đi cho nó ngầu, kiểu gì thằng nào cũng thích. Lúc đấy nợ lắm quá thì ắt có mục tiêu trong cuộc sống. Và nếu như cái khối phân lớn đấy nó không đủ thì mua mẹ nó cái chung cư đi. Lúc đấy nợ đầm đìa ra rồi thì lao đầu vào mà tìm thấy mục đích của cuộc sống. Đấy, thế thôi. Cách đấy là cách ngắn gọn, dễ hiểu và đơn giản nhất. Xin chúc em ngủ ngon, mơ đẹp không ABC XYZ nhé. Bye bye. Xin chào các bạn. Nó vui thế thôi nhé.